Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 201, bắt heo sao? 1. Lão gia. Nhìn thấy Tôn đại quản gia thất thố, nhất thời mọi người đã hiểu rõ, Dương sư đã trở về. Mọi người đồng loạt nhìn qua, quả nhiên đã thấy một người trung niên sắc mặt như lòng đỏ trứng gà, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang nhìn qua, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây chính là vị lão giả khiến cho nhiều người như vậy chờ hay sao? Trương Liêu, Trương Mặc ở bên cạnh cảm thấy đầu mình choáng váng. Người này cũng không phải có ba đầu sáu tay a, làm sao có thể khiến cho quốc vương, danh sư và tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện chờ ở trước cửa cơ chứ? Bọn họ nửa năm không trở về Thiên Huyền Thành, cho nên đối với việc Dương Huyền danh sư dẫn động phong vân xung quanh cũng không hề biết chuyện. Tiểu Cường, chuyện gì thế này? Bọn họ choáng váng, Trương Huyền càng ngất tới rối tinh rối mù, nhìn thấy người nhiều như vậy hắn cũng hiểu rõ. Có lẽ là người mấy ngày nay tích góp lại đến muốn tìm hắn để giải quyết vấn đề, thế nhưng... Tôn Cường ngươi nước mắt tràn mi, nhìn thấy ta lại giống như chó con thấy chủ nhân vậy, cái quỷ gì vậy? Không phải có mấy ngày không gặp thôi sao, lại còn kích động và hưng phấn như thế. Lão gia, rốt cục người đã ể rồi, những người này đều tới tìm người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôn Cường kích động vội vã giới thiệu, chỉ là còn chưa nói dứt lời thì đã bị cắt đứt. Dương sư, Trầm Truy bệ hạ ôm quyền nói. Tại hạ, ta đã cho ngươi nói chuyện chưa? Đang muốn từ trong miệng Tôn Cường biết được đã xảy ra chuyện gì thì lại bị tên này đánh gãy, lông mày Trương Huyền nhíu li ai. Tên này từ đâu tới vậy, sao ngay cả một chút ánh mắt cũng không có, không nhìn thấy ta đang vội sao? May mà ta dễ tính, đổi lại là danh sư khác đã sớm đánh chết loại gia hỏa không có ánh mắt như ngươi rồi. Phịch phịch, phịch phịch. Hai người Trương Liêu, Trương Mặc ngã chồng vó. Quá trâu bò, ca ca của ta. Đây chính là quốc vương bệ hạ của Thiên Huyền Vương quốc. Ngươi lại trực tiếp nói như vậy. Tôn Cường cũng trợn mắt há hốc mồm. Không hổ là lão gia, rất mạnh mẽ. Ngay cả quốc vương bệ hạ cũng không để vào mắt. Ta. Sắc mặt Trầm Truy bệ hạ đỏ lên. Ngươi nói tiếp, quát lớn ra hỏa nói chen vào xong, Trương Huyền tiếp tục nhìn về phía quản gia nhà mình. Ồ, cảm khái một hồi, Tôn Cường vội vàng nói. Mấy ngày nay người không có mặt, những người này đều là người tới bái phỏng người, còn có quốc vương Trầm Truy bệ hạ, còn có. Quốc vương cũng tới. Trương Huyền sợ hết hồn. Tiền đã sắp thu đủ, vốn hắn muốn trở về rồi trả phủ đệ, biến trở về Trương Huyền rồi chạy đi. Không nghĩ tới quốc vương bệ hạ đã bị kinh động. Hắn không nhịn được hỏi. Ở đâu? Nghe thấy hắn nói như thế, vẻ mặt tất cả mọi người trở nên quái dị, ngay cả Tôn Cường cũng lảo đảo một cái. Náo loạn nửa ngày, hóa ra bản thân vị lão gia này không quen biết bệ hạ a, thiệt thòi bọn hắn còn sùng bái nửa ngày. Khục khục, là ta. Trầm Truy bệ hạ ho khan một tiếng. Ngươi! Trương Huyền phiền muộn suýt chút nữa phun máu. Không nghĩ tới hắn mới từ tàng thư khố của người ta trở về thì đã dạy bảo đối phương một trận. Tại hạ Trầm Truy, bái kiến Dương sư, để ta đến giới thiệu cho Dương sư, ba vị này là Lưu sư, Trịnh sư và Trang sư. Trầm Truy bệ hạ vội nói. Lưu sư, cái gì, danh sư? Trương Huyền sững sờ. Không phải nói trong Thiên Huyền Vương quốc không có danh sư hay sao? Từ đâu xuất hiện ba người vậy? Ta đi mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Lăng Trang Hiền, Trịnh Phi, bái kiến Dương sư. Mấy người Lưu sư bước lên phía trước rồi ôm quyền, đồng thời cẩn thận quan sát người trung niên trước mắt này. Chỉ liếc mắt nhìn qua, lông mày ba người đồng thời nhíu lại. Trước tiên theo ta vào trong. Không biết ba người đã nhìn ra cái gì đó, Trương Huyền thấy nhiều như vậy vây quanh ở trước cửa, không có cách nào nói chuyện cho nên xoa xoa mi tâm lại, khoát tay một cái. Cũng không thể để cho đường đường là quốc vương bệ hạ. Ba vị danh sư đứng chờ trước cửa a. Lưu huynh, ngươi nhìn ra cái gì không? Theo sau lưng hai người đi vào TANG, Trang Hiền không nhịn được lặng lẽ truyền âm. Hắn ta ngụy trang, cũng không phải là diện mạo thật sự, xem ra rẻ và phong cách, rất trẻ, tuyệt đối không vượt qua 30 tuổi, e rằng. Ngay cả 25 tuổi cũng không tới. Lưu Lăng cau mày. Ngay cả Đỗ Mạc Hiên cũng có thể nhìn ra Trương Huyền ngụy trang, làm danh sư sao lại không thấy được cơ chứ? Không quá 25 tuổi, có thể là danh sư gì cơ chứ? Chỉ sợ là giả. Trang Hiền hừ lạnh. Danh sư giống như nho gia vậy, tuổi càng lớn lại càng có vẻ quý giá, không dám lộ ra bộ mặt thật thì cũng thôi đi,
thế nhưng ngay cả 25 tuổi cũng chưa tới. Làm sao có khả năng là danh sư được chứ? Muốn trở thành danh sư, cần phải trải qua nhiều loại sát hạch, mỗi một loại đều cần tiêu tốn vô số thời gian học tập, tri thức bị giới hạn bởi tuổi, chỉ chừng 20 tuổi cũng không thể sát hạch thành công được a. Có lẽ là giả, một lúc nữa nghĩ biện pháp vạch trần hắn ta. Trịnh sư cũng gật gù. Nghe thấy mấy người Lăng Thiên Vũ giới thiệu, trong lòng bọn họ đã có chỗ nghi hoặc, muốn tận mắt nghiệm chứng. Tận mắt nhìn thấy Trương Huyền ngụy trang, trong lòng nhất thời đã rõ ràng, nhất định là giả. Không giả, ngụy trang làm gì chứ? Không giả, làm sao có khả năng chỉ chừng 20 tuổi đã có trình độ cao tới mức ngay cả bọn họ cũng không thấy. Hơn nữa, các người thấy không, ánh mắt của hắn tràn ngập tơ máu, biểu hiện rất mệt mỏi, nếu như đúng là danh sư, làm sao lại xuất hiện tình huống như thế chứ? Lưu Lăng nói tiếp, hắn không chỉ nhìn ra Trương Huyền ngụy trang, à còn nhìn ra tinh thần hắn không tốt. Lại cẩn thận quan sát một lát, càng xem càng tức giận, bởi vì mặc kệ nhìn từ góc độ nào, tên này đều không giống như là danh sư thật sự. Một tên hàng giả mà liên tục để bọn họ bái phỏng 5 ngày, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận, huống chi còn thân là danh sư. Chương 202, bắt heo sao? 2. Không biết mình đã bị đối phương nhìn ra 7-8 phần. Lúc đi tới phòng khách, Trương Huyền ngồi xuống vị trí chủ vị, lại ngẩng đầu nhìn về phía ba người trước mắt. Không biết ba vị danh sư tìm Dương Mỗ là có chuyện gì? Ồ, là ta nghe nói Dương sư tinh thông y đạo, am hiểu giúp người ta đột phá tu vi. Cho nên chúng ta mạo muội đến đây, có việc muốn chỉ giáo. Liếc mắt nhìn hai người khác, Lưu Lăng mở miệng nói. Trực tiếp mạnh bạo nhất định là không được, nếu muốn vạch trần đối phương, như vậy cũng phải lột hắn cho thương tích đầy mình. Có chuyện gì, nói đi. Thứ hiện tại Trương Huyền đang muốn làm chính là kiếm thêm 200 vạn. Nhanh mua dược liệu tới tay, sau đó lại tìm một chỗ ngủ. Bởi vì hắn thực sự quá mệt mỏi, vì lẽ đó cho nên hắn cũng không cố khách sáo, tùy tiện khoát tay áo một cái. Giả vờ, ta để ngươi tiếp tục giả vờ. Thấy dáng vẻ lạnh nhạt của hắn, tam sư tức giận tới mức sắc mặt xám ngắt, đồng thời híp mắt lại. Tâm lý tố chất rất tốt ha. Chỉ là, cho dù biết giả vờ cũng vô dụng, ngày hôm nay không vạch trần ngươi thì chúng ta tuyệt đối không rời đi. Là tu vi của ta có chút vấn đề, muốn thỉnh giáo. Được hai người kia ra hiệu, Trang Hiền đứng lên, ôm quyền nói. Hiện tại ta đã đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong, cách nửa bước tông sư cũng chỉ còn có một bước. Nhưng mà, rõ ràng ta lại cảm giác tốc độ ngưng tụ chân khí trong cơ thể rất chậm, bất kể ta làm thế nào cũng không vượt ra khỏi bước cuối cùng, các loại phương pháp đều được dùng hết. Chẳng biết vì sao, mong người chỉ điểm giúp ta. Thông huyền cảnh đỉnh phong. Trương Huyền phiền muộn. Thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ là ích huyệt cảnh đỉnh phong, thông huyền cảnh tu luyện thế nào, đạt đến thực lực như vậy có chỗ gì lợi hại hắn cũng không biết, làm sao có thể chỉ điểm được cơ chứ. Như vậy đi, đánh cho ta hai quyền, để ta nhìn xem. Dựa theo lý luận, nhất định sẽ không sánh được với đối phương, Trương Huyền xua tay nói. Đánh hai quyền, được. Trang Hiền biết, chỉ có thi triển võ kỹ mới có thể làm cho người ta nhìn rõ. Cho nên hắn cũng không do dự, hắn đứng dậy, đánh ra một quyền. Ao ao ao, quyền phong phần phật, sức mạnh như đao. Không hổ là cường giả thông huyền cảnh, chân khí giống như rồng xoay quanh ở trong cơ thể hắn, quyền lực mạnh mẽ, ép cho không khí chung quanh vang lên từng trận, phát ra thanh âm bạo liệt. Rất nhanh quyền pháp đã kết thúc. Ba người Trang Hiền, Lưu Lăng, Trịnh Phi, đồng thời nhìn về phía Dương Sư trước mắt, muốn nhìn xem hắn có thể nói ra cái gì. Đã thấy vẻ mặt của hắn dại ra, giống như gà gỗ, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Kính xin bình luận. Thấy dáng vẻ này của hắn, Trang Hiền sầm mặt lại, trở nên hết sức khó coi, ngay cả tiếng Dương sư cũng không muốn xưng hô. Bất kể nói thế nào hắn cũng là danh sư, nếu như ngươi thật sự cao hơn chúng ta rất nhiều cấp bậc thì cũng thôi đi, một kẻ ngụy trang, giả vờ cái gì chứ? Bảo ta đánh một quyền, bản thân thì lại đờ ra ở chỗ này. Không phải choáng váng. Cái gì cũng không nói ra được đó chứ. Muốn để cho ta bình luận hay sao? Không để ý tới đối phương đang khó chịu, Trương Huyền nhìn sang. Không sai. Trang Hiền hừ lạnh nói. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần đối phương mở miệng thì hắn sẽ tìm ra chỗ thiếu sót, vạch trần ở trước mặt mọi người, sau đó khiến cho tên lừa đảo này mất mặt xấu hổ. Lúc này còn không xác nhận được vị này là thật hay là giả, bên ngoài có nhiều người xếp hàng chờ đợi như vậy. Dựa theo đạo lý mà nói,
Bọn họ nên khuyên can, sở dĩ bọn họ không khuyên cũng là do bản thân có cân nhắc. Nếu như là thật, khuyên những người này đi thì nhất định sẽ đắc tội với đối phương, cái được không bù đủ cái mất. Mà giả, vừa vặn có thể vạch trần ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho đối phương thân bại danh liệt, đồng thời thông cáo thiên hạ, danh sư không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không cho người khác ngụy trang. Bình luận thì rất đơn giản, ta sợ ngươi không tin. Trương Huyền lắc đầu. Hiện tại hắn hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt, bằng không một khi bị phát hiện là ngụy trang, cho dù trốn cũng trốn không thoát. Chỉ là, ngụy trang nhiều ngày như vậy cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Trên mặt không có một chút biểu hiện gì, hắn khoát tay áo một cái, nói. Như vậy đi, người có muốn đột phá thông huyền cảnh đỉnh phong, đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư hay không? Không có ai mà không muốn. Trịnh Dương nói. Dẫn sao, chỉ cần là người tu luyện, ai mà không muốn đột phá cơ chứ? Ai không muốn đạt đến cảnh giới cao hơn chứ? Y sư không tự trị được cho mình, danh sư cũng không có cách nào chỉ điểm cho mình, tuy rằng hắn muốn đột phá, đáng tiếc lại bị ràng buộc nhiều năm, vẫn không có cách nào thành công được. Mà hai lão hữu của bản thân, Lưu Lăng, Trịnh Phi đã đột phá từ lâu, chỉ có thể mắt thấy mà sốt ruột. Ta có thể khiến cho ngươi đột phá trong vòng 10 phút, chỉ là... Trương Huyền dừng lại. 10 phút, đột phá. Trang Hiền sững sờ. Ngay cả Lưu Lăng, Trịnh Phi ở bên cạnh cũng khó mà tin nổi. Làm bằng hữu tốt, bọn họ cũng đã hỗ trợ xem qua, trong thời gian ngắn không thể nào đột phá được. Mà tên lừa đảo trước mắt này lại còn nói. 10 phút đã có thể thành công. Cơ hội ta đã cho ngươi, lựa chọn như thế nào thì là chuyện của ngươi sự tình. Trương Huyền bưng chén trà trên bàn lên, chậm rãi uống trà, vẻ mặt hờ hững. Đổi lại là bình thường, động tác này của hắn tuyệt đối phong cách không gì sánh được, làm cho người ta có một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Thế nhưng hiện tại, con mắt hắn tràn ngập tơ máu, mí mắt rũ xuống, mà môi cũng phát khô phát tím, không những không có phong độ của cao nhân, trái lại lại giống như người làm bảo vệ một đêm, rất là không khỏi, quái lạ. Ta, được, ta muốn đột phá, kính xin chỉ điểm. Do dự một chút, Trang Hiền cắn răng một cái. Nếu quả thật đúng như ngươi nói, có thể làm cho ta đột phá thì chính là thật, ngươi rất lợi hại, nếu như không làm được. Vậy thì là giả, là tên lừa đảo. Quyết định rồi sao? Mí mắt Trương Huyền khẽ nhấc lên. Được rồi. Trang Hiền khoát tay một cái. Vậy thì tốt, Tiểu Cường, đi lấy bao tải lại đây, sau đó gọi mấy tên hộ vệ, đồng thời còn mang gậy gỗ tới nữa. Trương Huyền mở miệng sắp xếp. Ba vị danh sư, Trầm Truy bệ hạ liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt mỗi người đều rất là kỳ quái. Bao tải, hộ vệ, gậy gỗ, không phải giúp đỡ đột phá hay sao? Đây là, muốn làm gì chứ? Bắt heo sao? Chương 203, Dương Huyền, con mẹ ngươi. 1. Người bình thường bắt lợn mới sẽ dùng bao tải, gậy gỗ. Nghe thấy đối phương giúp mình thăng cấp mà lại dùng vật này, Trang Hiền chỉ cảm thấy máu dồn lên ngực. Cơ thịt trên mặt liên tục run rẩy. Nếu không phải là danh sư có hàm dưỡng rất cao, sợ rằng hắn đã sớm nổ tung rồi. Bản thân chỉ điểm cho người khác, vài loại đơn giản, cải tiến công pháp tu luyện, tìm ra chỗ sai lầm khi tu luyện, dùng đủ loại đan dược. Tên này thì tốt, bao tải. Bao tải em gái ngươi a. Ta muốn đột phá, bao tải có tác dụng quái gì cơ chứ? Người khác ăn đan dược, ta ăn bao tải sao? Hơn nữa, gọi mấy tên hộ vệ. Đều nắm gậy gỗ. Đối chiến dùng võ lực để kích phát tiềm năng, đây là một loại phương pháp đột phá, thế nhưng... Hộ vệ trong đình viện này của ngươi cũng quá yếu a. Ta là thông huyền cảnh đỉnh phong, người như vậy đừng nói là nắm gậy gỗ, coi như cầm đao kiếm thì đối với ta cũng không có nửa phần hiệu quả nào cả. Vâng. Nghe thấy hắn dặn dò, Tôn Cường gãi đầu đi ra ngoài. Thời gian hắn ở cùng lão gia không ngắn, biết hắn làm việc gì luôn luôn có ý tứ khác. Thế nhưng sau khi nghe thấy vậy đầu óc hắn cũng mơ hồ, không rõ vì sao. Lão gia đang muốn làm gì? Chỉ là, nếu như lão gia đã sắp xếp vậy, nhất định đã có dự định của người, bản thân hắn chỉ cần nghe theo là được. Không lâu sau hắn đã tìm được 7, 8 tên hộ vệ, mỗi một người cầm gậy gỗ trong tay, vì đề phòng tình huống bất ngờ, bao tải cũng tìm tới 4 cái. Lão gia đi tới trước mặt mấy người, cả 4 đồng thời cúi đầu. Vị trang sư này muốn đột phá, hy vọng có thể được các ngươi trợ giúp. Trương Huyền gật đầu nói. Có thể hỗ trợ cho danh sư, đây là vinh hạnh của chúng ta.
Mấy tên hộ vệ sững sờ, sau đó mỗi người đều mừng rỡ. Khi Tôn Cường tìm tới bọn họ cũng đã nói mấy vị này đều là danh sư, vốn dùng thực lực bọn họ như vậy, đừng nói là tiếp xúc, ngay cả nhìn cũng không có tư cách. Hiện tại lại có thể hỗ trợ cho danh sư, trong lòng hưng phấn thế nào có thể tưởng tượng ra được. Nếu như vị trang sư này thật sự thành công đột phá sẽ nhớ ân tình của bản thân, vinh hoa phú quý sau này còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Đây chính là ân tình của danh sư a. Nghìn vàng cũng khó mà mua được. Như vậy là được rồi. Thỏa mãn, gật gù một cái. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Lưu Lăng, nói. Có khả năng còn phải làm phiền Lưu sư hỗ trợ niêm phong huyệt đạo trên người trang sư lại. Để hắn không có cách nào động đậy được. Niêm phong huyệt đạo lại. Trang Hiền hơi nhướng mày. Ngươi muốn làm gì? Niêm phong huyệt đạo, kinh mạch, người không có cách nào động đậy được, không phải ngươi đang giúp ta đột phá sao? Niêm phong lại những thứ này, chân khí không có cách nào thông suốt, tu luyện thế nào đây chứ? Những người khác cũng tràn ngập nghi hoặc nhìn sang. Muốn đột phá thì không nên để ý tới chuyện này, cứ nghe ta sắp xếp là được. Khoát tay áo một cái, Trương Huyền dùng ánh mắt kiên định nhìn qua. Nhìn thấy loại ánh mắt này, chẳng biết vì sao Tôn Cường ở bên cạnh không kìm lòng được run cầm cập một lúc. Có vẻ như, lần trước để Lăng Thiên Vũ đi đập sư tử đá cũng là loại ánh mắt này. Bản thân tin tưởng, kết quả hắn bị đánh cho suýt chút nữa đã mất mạng. Không cần phải nghĩ, nếu như vị trang sư này tin lão gia, nhất định sẽ gặp xui xẻo. Bản thân vị lão gia này chuyên môn hố người chết không đền mạng. Ta, Trang Hiền còn muốn nói điều gì đó thì đã thấy vẻ mặt Trương Huyền ở phía đối diện nhìn sang, có chút hờ hững nói. Nếu như không muốn đột phá thì thôi, ta cũng chẳng muốn phí công phu với ngươi. Nói xong, tiếp tục uống trà, yên tĩnh giống như một bức tranh. Được, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thấy dáng vẻ này của đối phương, rất rõ ràng, người không đồng ý thì thôi. Trang Hiền cắn răng một cái, lại quay đầu nhìn về phía Lưu Lăng. Lưu huynh, làm phiền ngươi. Muốn cho ta biết khó mà lui. Nằm mơ, để xem rốt cuộc ngươi làm sao giúp cho ta đột phá, nếu như không có cách nào thành công, ta sẽ khiến cho ngươi đẹp mặt. Tốt. Đối với tên lừa đảo này hắn cũng nửa tin nửa ngờ, Lưu Lăng gật gù đi lên phía trước, bàn tay vung lên, chân khí bắn ra. Rơi vào trên người Trang Hiền, đem niêm phong tất cả huyệt đạo chủ yếu trên toàn thân hắn lại. Được rồi. Sau khi niêm phong tất cả huyệt đạo của đối phương lại, Trang Hiền không có cách nào động đậy nữa, lúc này Lưu Lăng mới nhìn sang. Được rồi. Trương Huyền kiểm tra một chút, gật gù. Vị lưu sư này cũng không có ăn bớt, quả thực đã phong kín tất cả huyệt đạo trên người của đối phương lại. Một lúc nữa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, làm phiền hai vị không nên ra tay. Sau khi làm xong tất cả, Trương Huyền nhìn về phía Lưu Lăng và Trịnh Phi. Được. Hai người không biết rốt cuộc trong hồ lô hắn bán thuốc gì nên gật đầu đồng ý. Bắt đầu đi. Khẽ nở nụ cười, Trương Huyền không nhiều lời mà chỉ tiện tay tiếp nhận bao tải mà Tôn Cường đưa, đi hai bước tới trước mặt Trang Hiền, sau đó chụp bảo tải lên trên đầu của hắn. Ngươi muốn làm gì? Niêm phong huyệt đạo lại. Trang Hiền còn đang muốn xem đối phương giúp bản thân đột phá như thế nào thì lại nhìn thấy bao tải chụp tới, suýt chút nữa hắn đã phun máu ngất đi. Ta là danh sư, là người có địa vị, người nói rõ cho ta biết. Chụp bao tải làm cái quỷ gì vậy? Không thèm để ý tới lời của hắn, Trương Huyền nhìn về phía hộ vệ rồi nói. Đến phiên các ngươi, không phải các ngươi muốn giúp Trang sư đột phá sao? Bắt đầu đi, dùng gậy mạnh mẽ đánh, tàn nhẫn mà đánh cho ta. À. Rất nhiều hộ vệ đang mơ mộng muốn có được sự cảm kích danh sư, không biết nên làm gì, sau khi nghe được lời này, mỗi người đều lảo đảo, đồng thời xém chút khóc. Lão gia, lời người nói chính là sự thật sao? Đánh danh sư, nói là hỗ trợ, phải nhận được cảm kích mới đúng chứ? Chúng ta còn cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp, còn muốn sống thêm một quãng thời gian nữa, chứ không muốn tráng niên mất sớm a. Chương 204, Dương Huyền, con mẹ ngươi. 2. Sao vậy, còn chưa động thủ sao? Yên tâm đi, trên đầu hắn có bao tải, không nhìn thấy, không biết ai đánh đâu. Trương Huyền nói đến đây lại do dự một chút. Các ngươi vẫn chưa yên tâm, không bằng, lại chụp thêm cho hắn mấy cái nữa. Như vậy ta đảm bảo 100% hắn ta không nhìn thấy. Không an ủi còn tốt, nghe thấy hắn nói như thế, mọi người khóc càng ác hơn. Vừa nãy đến đây mọi người đều bị nhìn thấy rõ ràng.
coi như hiện tại bịt kín bao tải lại thì có tác dụng gì cơ chứ? Hắn lại không nói nhỏ, còn lớn tiếng nói như vậy, nghe rất rõ ràng, hơn nữa. Chuyện này căn bản không phải là chụp thêm mấy cái bao tải à. Có chụp nhiều hơn nữa thì người ta cũng biết là mấy người chúng ta ra tay à. Không những người này muốn khóc mà khóe miệng lưu lăng, Trịnh Phi ở bên cạnh cũng co giật, hai nhìn nhau. Người này không phải là đang hỗ trợ đột phá, mà là cảm thấy chúng ta hoài nghi ngươi, muốn trả thù đúng không? Bọn ta còn chưa nghe nói đội bao tải lên trên đầu, lại tìm một đám người đánh lên trên người là có thể đột phá. Thế nhưng, vừa nãy đã đồng ý với người ta sẽ không ra tay, cho nên hai người cũng không tiện mở miệng. Chỉ có thể ngồi ở một bên kìm nén tới mức xanh cả mặt, cuối cùng, không nói lời nào. Còn chưa động thủ, Trang Sư đã đồng ý, nếu làm lỡ hắn đột phá, các ngươi chịu nổi được không? Trương Huyền nhíu mày. Nếu nói không nghe, hắn chỉ có thể nổi giận. Vâng. Mấy tên hộ vệ đau khổ đáp lời. Vốn tưởng rằng có thể trợ giúp danh sư là vinh hạnh to lớn, thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại biến thành như vậy. Chỉ là, lão gia cũng là danh sư, bọn họ không dám từ chối, cho nên không thể làm gì khác hơn là cắn răng lĩnh mệnh. Lên đi. Dù sao cũng đều là chết, cũng không có gì mà phải băn khoăn, một khi nghĩ thông suốt, bọn họ cũng cảm thấy bình thường lại. Đi tới trước mặt, mấy tên hộ vệ giơ gậy gỗ trong tay lên, lại quay về Trang Sư bên dưới bao tải rồi mạnh mẽ đánh tới. Phanh, 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 phanh. Trang Hiền chỉ bị niêm phong huyệt đạo, lỗ tai không bị ảnh hưởng, cho nên hắn cũng nghe được đoạn đối thoại này. Hắn cảm nhận được gậy gỗ như mưa lớn rơi xuống, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người sắp phát muốn điên rồi. Dương Huyền, con mẹ ngươi. Ngươi căn bản không muốn cho ta đột phá, mà là cố ý chơi ta. Càng nghĩ càng giận, một cơn giận dữ vọt lên, sắp thiêu đốt hắn. Từ khi trở thành danh sư, mấy chục năm qua hắn đâu phải chịu loại giận dữ này chứ, bị người ta che bao tải trên đầu rồi đánh cho vô số gậy. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như người đánh hắn thực lực mạnh thì cũng thôi, đây đều là một ít hộ vệ phổ thông trong đình viện, tu vi cũng chỉ là võ giả tam, tứ trọng. Quan trọng nhất chính là, huyệt đạo toàn thân bị niêm phong, chân khí không cách nào lưu thông được. Cho nên không cách nào chữa thương, phòng ngự, gậy rơi lên trên người, toàn bộ đều dựa vào thân thể để cố gắng chống đỡ, đau đớn không nói ra được. Đang phẫn nộ, sắp phát điên thì lại nghe tiếng của Dương Huyền bên ngoài bao tải vang lên. Vị trí đánh không đúng, đây, đúng rồi, chính nơi này. Âm thanh kết thúc, Trang Hiền còn không phản ứng lại thì đã cảm thấy trên mặt mình tê dần, trên đầu cảm giác nóng rát, có tận mấy cái gậy gỗ đã quay về phía khuôn mặt và đầu của hắn mà đánh tới. Mới vừa rồi chỉ là đau đớn ở trên người, mà hiện tại, trực tiếp bị đánh vào đầu và mặt. Con mẹ nó, cảm thấy miệng bị đánh tới mức sưng lên, Trang Hiền khóc không ra nước mắt. Ta cũng nhàn rỗi à, biết rõ là tên lừa gạt mà còn tìm hắn chỉ điểm đột phá, đây không phải là muốn chết sao. Đang định chửi ầm lên thì bên ngoài lại vang lên tiếng đối thoại. Lão gia, đánh trong thời gian bao lâu? Một tên hộ vệ không nhịn được hỏi. Đánh nguyên thế này cũng không được nha, cũng phải có thời gian hạn định a. Thời gian, để ta nghĩ chút, như vậy đi. Âm thanh Dương Huyền trần chờ một chút rồi lại tiếp tục vang lên. Đánh tới chết mới thôi. Đánh tới chết, ngươi. Trang Hiền như phát rồ. Ta muốn đột phá, không phải tự sát, không ngờ ngươi lại để cho hộ vệ đánh chết ta. Dương Huyền, ta thề không đội trời chung với ngươi, ngày hôm nay không giết ngươi, ta sẽ không mang họ Trang nữa. Trong lòng thầm hò hét, Trang Hiền cũng không để ý tới việc mắng người mà cố nén đau nhức, điều động chân khí toàn thân, xông tới huyệt đạo toàn thân đang bị phong tỏa. Không phá tan huyệt đạo khôi phục tự do, e rằng ngày hôm nay hắn sẽ mất mạng ở đây. Ngươi căn bản không phải đang giúp ta đột phá, mà là đang muốn giết người diệt khẩu. Càng nghĩ càng giận, sự phẫn nộ tích lũy càng ngày càng nhiều, như là hạt cát chồng chất lại, từ từ hình thành một gò núi. Sao lại dùng có một chút sức như vậy chứ? Lẽ nào các ngươi chưa ăn cơm sao? Bên ngoài bao tải tiếp tục vang lên tiếng quát. Mí mắt Trang Hiền nhảy lên, đau đớn trên người và khuất nhục trong lòng cũng không nhẫn nại được nữa. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, huyệt đạo toàn thân được giải, dưới sự điên cuồng trùng kích vào của hắn, rốt cục đã bị phá tan, hai tay chấn động, xé nát bao tải trên đầu ra. Răng rắc, răng rắc. Gậy gỗ trong tay hộ vệ cũng bị chấn thành vài đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Dương Huyền, con mẹ ngươi.
Rít lên một tiếng, Trang Hiền vội vàng đi tìm người khởi xướng là Trương Huyền thì đã thấy vị danh sư giả này đang ngồi bên trên chỗ ngồi, bưng lấy chèn trà, yên tĩnh uống, trên mặt vẫn mang theo vẻ hờ hững, không có chút rung động nào. Mà lại còn nhìn qua, giọng nói yêu nhã. Trang sư, chú ý thân phận, làm danh sư, làm sao có thể mắng người cơ chứ? Mắng người, lão tử còn muốn giết ngươi. Trang Hiền càng thêm tức giận, rít lên một tiếng, muốn vọt qua. Ngươi thử bị người ta dùng gậy gỗ đánh thử xem. Còn thân phận cái em gái ngươi. Không đánh chết ngươi thì ta không gọi là danh sư. Nhìn tu vi của ngươi rồi hãy quyết định có giết ta hay không. Đối với sự nóng nảy của hắn, Trương Huyền cũng không ngại mà mí mắt nhấc lên, nói. Tu vi. Trang Hiền sững sờ, lập tức nhìn qua bản thân. Vừa nhìn qua, con ngươi không nhịn được co rút lại. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chương 205, A Vân tự tin, 1. Chỉ thấy khí tức trên người hắn dâng trào khuấy động, so với vừa nãy còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, không ngờ đã đột phá tới thông huyền cảnh đỉnh phong. Nửa bước, tông sư. Trang Hiền há hốc miệng. Võ giả bát trọng tông sư cảnh, khai tông lập phái, trở thành chúa tể một phương, tuy rằng so với thất trọng đỉnh phong chỉ có kém một đường, thế nhưng lại giống như phá kén thành bướm, cá vượt long môn vậy, khó có thể vượt qua. Đây là đạo cửa ải khó thứ nhất trong võ giả cửu trọng, không biết đã nhốt bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nửa bước tông sư, chính là bước đệm sen vào ở giữa, muốn xung kích lên vị trí càng cao hơn hát tiếp nhất định phải đạt đến loại cảnh giới này. Lão Tổ Thiên Huyền Vương quốc trấn áp một quốc gia nhiều năm, cũng chỉ có thực lực như vậy mà thôi. Bản thân Trang Hiền là danh sư, vì đột phá cảnh giới này mà không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết, cũng không thành công, làm sao? Bị người ta đánh cho một trận lại đột phá cơ chứ? Chuyện này, cũng quá khôi hài a. Lưu Lăng, Trịnh Phi ở bên cạnh cũng liếc nhau một cái, trên đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Tình huống của Trang Hiền bọn họ đều đã xem qua, cũng đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, vốn tưởng rằng nương theo tuổi tăng lên, thể lực suy giảm, sẽ không có cách nào đột phá được nữa. Thế nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, bị người ta đánh loạn một trận đã thành công. Còn có thể đột phá tu vi. Bị người ta điên cuồng đánh cũng là phương pháp đột phá. Vậy hai người mình, nếu như không đột phá tông sư được, có phải cũng nên tìm một đám người chịu đánh hay sao? Trong lòng cảm thấy kỳ quái, đồng loạt nhìn về phía vị danh sư đang uống trà kia, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó. Chỉ là đáng tiếc, vẻ mặt đối phương vẫn như thường, giống như không có làm gì, vẫn trầm tĩnh như nước. Đương nhiên, vành mắt vẫn đỏ hồng, tinh thần vẫn uể oải như cũ, mí mắt vẫn sụp xuống. Nếu không phải hắn vừa mới sáng chế kỳ tích thì nhất định hai người sẽ hoài nghi có phải tối hôm qua tên này đã đi đâu đó phong lưu hay không. Dương, sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy đối phương không nói lời nào, Trang Hiền cũng không nhịn được nữa. Cách xưng hô lần nữa từ Dương Huyền đổi thành Dương sư. Không giết người nữa sao? Mí mắt Trương Huyền nhấc lên. Ta, vẻ mặt ước Trang sư đỏ hồng, mồ hôi như mưa chảy xuống. Người ta rõ ràng đang giúp ngươi đột phá, không nhận ý tốt mà còn nhục mạ ở trước mặt mọi người. Quả thực là điển hình của ân đền oán trả. Lúng túng, Trang Hiền không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nói. Kính xin Dương sư tha thứ cho ta vô chi. Được rồi, ta cũng không trách tội ngươi. Trương Huyền khoát tay áo một cái, nói. Ngươi vừa nãy thi triển võ kỹ, vững chãi, không có kinh diễm, cũng không có chỗ gì hỏng. Điều này nói rõ từ nhỏ đến lớn người học tập rất nghiêm túc, có lão sư vô cùng tốt. Dương sư nói rất đúng, phụ thân ta là một vị danh sư nhất tinh. Trang Hiền gật đầu. Cơ sở vững chắc, lực lượng dồi dào, là chuyện tốt, chỉ là cũng là thiếu sót. Bởi vì phụ thân là danh sư, từ nhỏ đến lớn biết những thứ mà hắn chỉ điểm là đúng. Cho nên trong lòng đã có một loại tiềm thức, không dám vượt qua, do đó hình thành tật xấu đúng quy đúng củ. Mà tu luyện võ đạo. Nghịch thiên mà đi, không phải cố thủ quy tắc, bảo thủ không chịu thay đổi. Tu luyện như vậy, vừa mới bắt đầu tốc độ còn có thể rất nhanh, nhưng khi đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong, khi muốn đột phá sẽ trở thành ràng buộc. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bên này, như đang giáo huấn học sinh. Tông sư, tên như ý nghĩa, khai tông lập phái, nếu như không có tư tưởng của bản thân, kiến giải của bản thân mà chỉ luôn học tập tiền nhân thì làm sao có khả năng thành công. Nửa bước tông sư. Tuy rằng không phải là tông sư chân chính, thế nhưng cũng mang theo loại ý vị này. Tu luyện và tích lũy nhiều năm khiến cho chân khí,
lực lượng trong cơ thể ngươi đã sớm có thể đánh vỡ ràng buộc, đạt đến nửa bước tông sư. Đáng tiếc, ngươi lòng sinh chần chờ, không có tự tin, nếu như ta không đoán sai, cả đời phụ thân ngươi cũng không đạt đến loại cảnh giới này. Thậm chí, còn khả năng bởi vì xung kích cảnh giới này mà xuất hiện một số biến cố a. Ngươi, Trang Hiền liên tiếp lui về phía sau. Đối phương nói không sai một chút nào. Mặc dù phụ thân hắn là danh sư nhất tinh, thế nhưng tới lúc sắp chết cũng không đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư, lại bởi vì xung kích thất bại mà tẩu hỏa nhập ma, mất hết tu vi, cuối cùng âu sầu mà chết, không đến một năm đã chết. Bởi vì chuyện này, trong lòng hắn trước sau vẫn có một cái bóng mờ, mỗi lần xung kích đều không thể làm được chuyện dùng hết toàn lực. Chỉ có điều, đây là bí mật trong lòng hắn chưa từng nói ra. Làm sao đối phương lại biết được? Lẽ nào bởi vì hắn ta nhìn võ kỹ của bản thân mình? Loại sợ hãi này dẫn đến ngươi không có cách nào đột phá, bất kể là đan dược gì, bất kỳ công pháp gì cũng vô dụng. Trương Huyền đứng dậy, chậm rãi đi tới giữa phòng khách, nói. Ngươi cầu ta chỉ điểm, ta biết nếu muốn thành công, đầu tiên thì ngươi phải vượt qua hoảng sợ, nếu không được như vậy, tất cả đều là uổng công. Nhưng loại hoảng sợ này đã chôn giấu ở trong lòng ngươi không biết bao nhiêu năm, muốn vượt qua sao mà khó khăn. Cho nên phương pháp duy nhất chính là được phẫn nộ, lợi dụng loại tâm tình đặc thù này để trung hòa sự khủng hoảng trong nội tâm. Vì lẽ đó, ta mới cho người che đầu của ngươi, lại tìm người đánh, không biết nguyên nhân, tất nhiên sẽ cho rằng ta sỉ nhục ngươi, sau đó hận thấu xương, cứ như vậy, tâm lý hoảng sợ sẽ biến mất, tích lũy nhiều năm như vậy, lại thêm phẫn uất trong lòng, cho nên muốn đột phá cũng là chuyện trong dự liệu. Hai tay chắp ra sau lưng, Trương Huyền yên lặng đứng ở giữa phòng khách, bóng người được ánh mặt trời chiếu vào kéo dài, chẳng khác nào một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Chuyện này, Trang Hiền đứng tại chỗ cẩn thận suy tư lời của đối phương, nghĩ một hồi, hắn không tự chủ được mà khiếp sợ. Cái lý luận này nói thì đơn giản, trên thực tế nhìn một bộ võ kỹ đã đoán ra được, đồng thời còn đúng bệnh hốt thuốc. Sớm suy đoán ra kết quả, không có một chỗ sơ suất nào, mức độ phức tạp không thấp hơn tu luyện đột phá đến tông sư. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không thể tin được. Ân tái tạo của Dương Sư, Trang Hiền suốt đời khó quên. Sau khi hết khiếp sợ, Trang Hiền quỳ gối xuống. Lần này, hắn đã vui lòng phục tùng, không có một chút không tình nguyện nào. Không nghi ngờ ta ngụy trang nữa hay sao? Trương Huyền như cười mà không phải cười hỏi. Cái này, Trang Hiền xoa tay. Chương 206, A Vân tự tin, 2. Xem ra hắn hoài nghi đối phương đã sớm biết, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Hiểu rõ điểm ấy, trong lòng hắn không khỏi tôn kính. Nhìn thấu mà không vạch trần, còn giúp mình đột phá, đây mới thực sự là phong độ của danh sư, phong độ của cao nhân. Nhìn thấy vấn đề của bằng hữu được ung dung giải quyết, Lưu Lăng, Trịnh Phi có ngốc cũng biết người trước mắt này. Mặc dù coi như tuổi trẻ, thế nhưng trên thực tế thật sự là danh sư. Không phải là danh sư thì làm sao có khả năng có lý giải sâu như thế đối với tu luyện. Chỉ một lát đã nhìn ra được vấn đề mà bọn họ không giải quyết được, giúp Trang Hiền đột phá. Cho dù việc đột phá này, xem ra có chút không chính thống. Chỉ là, mặc kệ chính thống hay không chính thống, đột phá đã thành công cũng đã nói rõ bản lĩnh của người trước mắt này đã vượt xa bọn họ. Trong lòng không có tâm ý xem thường nữa. Hai người liếc nhau một cái, Trịnh Phi đứng dậy. Dương Sư, ta cũng có một vấn đề liên quan tới tu luyện, nghi hoặc rất lâu. Bên ngoài phủ đệ, các ngươi nói ba vị danh sư đều đến bái phỏng vị Dương Sư này, chẳng lẽ hắn thật sự giống như trong truyền thuyết, cấp bậc đạt đến nhị tinh. Nhìn thấy Trầm Truy Bệ Hạ và Tam Sư đi vào đình viện, mọi người đứng yên bên ngoài không nhịn được hỏi nhau. Rốt cuộc vị Dương Sư này có trình độ thế nào không ai biết. Nhưng có thể làm cho ba vị danh sư nhất tinh bái phỏng, e rằng cũng không đơn giản, kém nhất cũng phải đạt đến cấp bậc nhị tinh. Chuyện này ta cũng không biết, mấy ngày trước đây, ta đã bái phỏng Lăng Thiên Vũ, hắn sùng bái có thừa đối với Dương Sư. Trước đó thê tử hắn bị bệnh, chúng ta cũng đã gặp, hiện tại không ngờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta cũng đã bái phỏng Đỗ Mạc Hiên, không chỉ chữa khỏi bệnh nhiều năm trước mà tu vi cũng như trong truyền thuyết, đạt đến thông huyền cảnh. Vị Dương Sư này, thủ đoạn thực sự là cao thâm khó dò, khiến cho người ta khâm phục. Mấy người lặng lẽ nghị luận, đồng thời không khỏi cảm khái. Kỳ thực, mọi người cũng cảm thấy nghi hoặc, hỏi bọn họ một chút chẳng phải sẽ biết hay sao. Đột nhiên, có người chỉ về phía trước.
theo phương hướng ngón tay chỉ nhìn lại thì đã nhìn thấy hộ vệ của ba vị danh sư, yên tĩnh đứng ở cách đó không xa. Lấy A Vân làm đầu lĩnh, đang cầm trường kiếm trong tay, tỏa ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Danh sư và Trầm Truy bệ hạ tiến vào đình viện, bọn họ dùng tư cách hộ vệ, không tư cách vào đi, chỉ có thể thủ hộ ở bên ngoài. Không sai, bọn họ là hộ vệ của Tam Sư, có lẽ hiểu rõ nhất. Mọi người đồng thời gật đầu. Nếu nói ai hiểu rõ về vị Dương Huyền này nhất, nhất định là ba vị danh sư, người nào biết được nhiều nhất tiếp đó, tất nhiên là những hộ vệ này. Chỉ cần hỏi bọn họ, nhất định có thể từ bên trong miệng bọn họ mà biết được một ít tin tức hữu dụng. Vân Huynh, một người trung niên đi lên phía trước, ôm quyền. Hiển nhiên, hắn quen biết A Vân. Làm danh sư nhất tinh đỉnh tiêm, Lưu Lăng cũng rất nổi danh ở trong vương quốc, làm hộ vệ của hắn, cũng rất phong quang, có không ít người nịnh bợ. Hóa ra là Lưu Huynh. A Vân đã nhận ra được, một người độc hành của Thiên Huyền Vương quốc, tên là Lưu Vĩnh Tiến, 5 năm trước đã từng bái phỏng qua Lưu Sư, thỉnh giáo vấn đề tu luyện. Gọi tên ta là được rồi, hai chữ Lưu Huynh thực sự không dám nhận. Thấy đối phương đã nhận ra mình, Lưu Vĩnh Tiến rất là cao hứng, hàn huyên hai câu, hắn mới hỏi nghi ngờ trong lòng mình. Mấy người Lưu Sư chuyên môn bái phỏng, lẽ nào đã biết thân phận thực sự của Dương Sư? Bái phỏng. A Vân cười nhạo, nói một tiếng. Nói là bái phỏng, còn không bằng nói là vạch trần bộ mặt thật. Lời này của Vân Huynh ý gì? Lưu Vĩnh Tiến sững sờ, không nhịn được nói. Rất đơn giản, mấy người Lưu Sư cũng không cảm thấy vị Dương Huyền này là danh sư, ngược lại rất có thể còn là tên lừa đảo giả mạo. Vì vậy mới chuyên môn tới xem một chút, định vạch trần tên này trước mặt mọi người. Làm hộ vệ của Lưu Lăng, mấy ngày nay vẫn đi theo bên người. Cho nên ba sư đối thoại những gì hắn cũng nghe được không ít. Tuy rằng mấy người Lưu Sư khiếp sợ chuyện thê tử Lăng Thiên Vũ, Đỗ Mạc Hiên, thế nhưng trên thực tế lại có khuynh hướng cho rằng vị Dương Huyền này là giả, cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Bằng không, làm sao có khả năng vấn đề mà ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được lại có thể ung dung xử lý, hơn nữa còn dùng phương thức khó có thể hiểu được cơ chứ. Nói là bái phỏng, thật ra là khảo sát. Dương Sư, có khả năng là tên lừa đảo. Thanh âm của A Vân âm vang lên, mọi người đồng thời ồ lên. Nếu thực sự là như vậy, quả thực là náo loạn lớn rồi. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở xếp hàng chờ đợi, lại chỉ vì bái phỏng một tên lừa gạt. Yên tâm đi, Lưu Sư đã đi vào được một quãng thời gian, có lẽ không lâu nữa là có thể chứng minh được rồi. Hơi vung tay, vẻ mặt A Vân kiêu căng, lạnh nhạt nói. Nếu như không phải gạt người, tại sao có thể có quản gia ngu đần như thế chứ? Lại còn nói ra lời nói dại dột như vậy. Kẽo kẹt. Vừa dứt lời thì đã nhìn thấy cửa lớn đóng chặt trước mắt từ từ mở ra, lại có mấy bóng người đi ra. Tôn Huynh dừng chân, ngày hôm nay thực sự là thu hoạch rất nhiều, chúng ta biết Dương Sư không quan tâm tới những cái này. Thế nhưng những thứ đồ này cũng là tâm ý của ba người chúng ta, kính xin chuyển giao cho Dương Sư thay chúng ta. Lưu Sư đứng ở trước cửa, nở nụ cười tán gẫu cùng Tôn Cường, đồng thời liên tục đẩy đồ vào trong tay hắn. Cái gì? Thân thể A Vân cứng đờ. Chương 207, phát tài 1. Làm hộ vệ danh sư, hắn biết địa vị và tiếng tăm của Tam Sư trong vương quốc. Vừa ra ngoài đã đưa đồ cho một quản gia, như vậy. Tên lừa đảo, thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ. Thật hay giả vậy chứ? Không phải các người đi vạch trần tên này hay sao? Lại tặng đồ cho một quản gia, lại một câu Tôn Huynh. Cái quỷ gì vậy? A Vân có cảm giác dường như mình đã sai rồi, hơn nữa sai rất không hợp thói thường. Chẳng lẽ, Dương Huyền này thực sự là danh sư? Mọi người vừa nãy đã nghe thấy hắn dùng lời thề son sắt vạch trần Dương Huyền, khi thấy cảnh này, tất cả đều hôn mê. Không phải nói hắn là giả sao? Làm sao một quản gia cũng nhận được sự tôn trọng như thế cơ chứ? Quan trọng nhất chính là, còn xưng hô là Tôn Huynh. Lưu Sư, người đã hơn 60 tuổi rồi. Mà Tôn Cường không tới 40, gọi người ta là Tôn Huynh. Làm sao chúng ta cảm thấy nổi da gà như vậy cơ chứ? May mà không nghe hắn, nếu không nhất định đã bị chơi cho thảm rồi. Đúng vậy, cái gì cũng không biết, còn ra vẻ cái gì chứ? Còn nói là vạch trần, người đã thấy ai đi vạch trần như vậy chưa? Người không có mặt, đối mặt với một quản gia cung kính như vậy mà còn muốn vạch trần. Sau khi hết khiếp sợ, trong giọng nói mọi người cũng có chút không khách khí. Người tới đây chờ đợi,
trên cơ bản đều có địa vị tương đối cao ở trong Thiên Huyền Vương quốc, sợ hãi Lưu Sư, thế nhưng đối với A Vân không hẳn đã kiêng kỵ. Khi vừa mới nói dùng lời thề son sắt, suýt chút nữa tất cả mọi người đã tin, bây giờ mới biết được tin ngươi mới là chuyện kỳ lạ. Nghe thấy mấy câu này, A Vân tức giận tới mức run rẩy, cảm giác như bị thương tổn. Là các ngươi tới đây hỏi ta, ta mới có lòng tốt nói cho các ngươi, kết quả. Trở mặt không quen biết, sớm biết như vậy ta sẽ không phí lời nữa. Ngươi muốn ta chỉ điểm lão tổ nhà các ngươi đột phá. Trương Huyền nhìn Trầm Truy Bệ Hạ vẻ mặt đầy câu nệ đang ở trước mắt. Thuận lợi giúp Trang Hiền đột phá, Lưu Lăng, Trịnh Phi cũng không có hoài nghi, lại hỏi một chút vấn đề liên quan tới tu luyện. Bởi vì đọc một lượt toàn bộ tàng thư khố của Vương quốc, cho nên lượng tri thức của Trương Huyền giờ khắc này rất kinh người, lại thêm mượn Thiên Đạo Thư Viện nhìn ra thiếu sót, chỉ dùng mấy câu nói đã khiến cho hai người khâm phục không thôi. Thỉnh giáo một hồi, ba người đứng dậy cáo từ, còn Trầm Truy Bệ Hạ thì ở lại. Hắn vì chuyện lão tổ mà đến, tam sư vừa rời đi, hắn lập tức mở miệng. Vâng. Khuôn mặt Trầm Truy Bệ Hạ tràn ngập vẻ chờ đợi. Nếu như Thiên Huyền Vương quốc không có lão tổ trấn thủ, e rằng không được bao lâu sẽ bị những vương quốc khác chia cắt. Yếu khuất phục mạnh, cường giả làm vua, không những chỉ riêng trong võ giả mà còn có quốc gia. Ta đến Thiên Huyền Vương thành chỉ là tu dưỡng, không muốn dính dáng tới quá nhiều việc vặt. Trương Huyền lắc lắc đầu. Không phải hắn không muốn giúp, mà là, lão tổ đối phương đã sớm đạt đến nửa bước tông sư cảnh, nếu muốn đột phá tiếp, không phải trở thành tông sư chân chính hay sao? Hắn ngay cả thông huyền cảnh cũng không đạt đến, chỉ điểm Trang Hiền đột phá cũng là may mắn. Hắn cũng không muốn đảm nhiệm nhiều việc, sợ lộ ra sơ sót. Kính xin Dương Sư ra tay, chỉ cần người chịu ra tay chỉ điểm, Thiên Huyền Vương quốc ta đồng ý dùng bất luận đồ vật gì để trao đổi. Nghe thấy hắn từ chối, Trầm Truy Bệ Hạ vội vã quỳ gối. Hắn lao lực, tốn tâm huyết mời tam sư tới, kết quả lại không thể ra sức, hy vọng duy nhất chính là vị trước mắt này. Nếu như đối phương thật sự không muốn ra tay, nhất định lão tổ sẽ không sống được bao lâu. Ngươi cảm thấy ta thiếu đồ hay sao? Trương Huyền híp mắt lại. Không dám. Trầm Truy Bệ Hạ sợ hết hồn. Đùa sao, đối phương là danh sư còn lợi hại hơn so với mấy người lưu sư, nếu muốn đồ gì, chỉ cần một câu nói, nhất định sẽ có vô số người vội vàng đưa tới. Mà bản thân hắn chỉ là quốc vương của một cái vương quốc nho nhỏ mà thôi, đâu dám phí lời chứ. Được rồi, như vậy đi, giúp ta sưu tập một chút bí tịch liên quan tới võ giả thất trọng thông huyền cảnh, quý giá hay không cũng không sao cả, chỉ cần số lượng nhiều là được, lúc nào tìm được 1000 bản trở lên, ta có thể cân nhắc chỉ điểm cho lão tổ của ngươi. Trương Huyền lạnh nhạt nói. Sao? Trầm Truy Bệ Hạ sững sờ. Không phải ngươi nói không thiếu đồ vật sao? Bí tịch thông huyền cảnh, có ý gì? Hơn nữa 1000 bản. Khóe miệng hắn giật giật. Thông huyền cảnh ở trong Thiên Huyền Vương quốc đã được xem là nhân vật đứng đầu, bí tịch có thể làm cho nhân vật như thế tăng cao thực lực, coi như là vương cung cũng không có bao nhiêu bản, vừa mở miệng ra đã là hơn 1000 bản. Vị Dương sư này muốn làm gì? Nếu như khó khăn mà nói, thì thôi. Trương Huyền xua tay. Không khó khăn, xin Dương sư yên tâm, trong vòng 5 ngày nhất định ta sẽ hoàn thành. Trầm Truy Bệ Hạ cắn răng một cái. Đây là cơ hội duy nhất, một khi bỏ qua, tuyệt đối sẽ phải hối hận cả đời. Được rồi. Trương Huyền không nói thêm nữa, lại tùy ý khoát tay áo một cái. Trầm Truy Bệ Hạ cũng thức thời lùi ra. Hắn vừa rời khỏi đại sảnh thì hai mắt Trương Huyền không nhịn được sáng ngời. Không nghĩ tới bí tịch thông huyền cảnh khiến cho hắn đau đầu nhất lại được giải quyết đơn giản như vậy. Dùng năng lực của hắn, muốn tìm bí tịch thông huyền cảnh, 1-2 bản có lẽ vấn đề không lớn, hàng trăm hàng ngàn bản, hầu như là chuyện không thể. Trầm Truy Bệ Hạ thì lại không giống, làm quốc vương bệ hạ, ra lệnh một tiếng. Muốn sưu tập mấy quyển bí tịch thông huyền cảnh vẫn rất là đơn giản. Quan trọng nhất chính là, bản thân chỉ cần số lượng, không cầu chất lượng. Bí mật không truyền có thể không lấy, chỉ cần có đủ nhiều bí tịch là được rồi. Lão gia, Tôn Cường đi tới. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, những người bên ngoài kia là sao vậy? Chương 208, Phát Tài 2. Vừa đến đã bị tam sư và Trầm Truy Bệ Hạ dò hỏi, hắn cũng không biết rõ rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hồi bẩm lão gia, mấy ngày nay thanh danh của người đã truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Vương Thành. Tôn Cường giải thích đơn giản chuyện xảy ra trong mấy ngày này, giờ Trương Huyền mới hiểu được, đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái,
khó trách người người đều muốn trở thành danh sư, sức hiệu triệu thực sự quá là lớn. Lão gia, đây là thứ vừa nãy tam sư để lại. Nói xong những chuyện này, Tôn Cường giao ra một cái giới chỉ không gian. Được rồi. Trương Huyền gật gù. Ba vị danh sư mình không thiếu tiền, bản thân lại nhọc nhằn khổ sở chỉ điểm, làm sao có khả năng một chỗ tốt cũng không có cơ chứ. Nhỏ máu nhận chủ, nhìn một chút, con mắt Trương Huyền lập tức trợn tròn. Chiếc nhẫn này so với thứ mà hắn sử dụng còn cao cấp hơn rất nhiều. Tuy rằng cùng là giới chỉ chữ vật cấp thấp, thế nhưng bên trong lại có phạm vi đạt tới 30 thước vuông, so với không gian 3 thước vuông trong tay hắn còn lớn hơn gấp 10 lần. Không nói đâu xa, chỉ riêng này một cái giới chỉ này, chỉ sợ cũng không dưới mấy trăm vạn kim tệ. Bên trong lại còn chất đủ loại bảo bối, dược liệu quý hiếm cùng với kim tệ chất thành đống, tùy tiện lướt qua một hồi, e rằng cũng không dưới ngàn vạn. Thật là bạo tay. Chỉ liếc mắt nhìn qua, Trương Huyền đã không nhịn được cảm khái. Không hổ là danh sư, ra tay thật là hào phóng, tùy tiện đưa ra một thứ đã hơn ngàn vạn, so những người khác còn hào phóng hơn nhiều. Đương nhiên, hắn cũng biết, mấy người lưu sư này có ý định muốn lấy lòng, bằng không, chỉ điểm cho bọn họ tu vi một chút mà thôi, còn không đến mức tiêu tốn và đánh đổi như vậy lớn. Trong mấy ngày lão gia không có mặt, Lăng Thiên Vũ đại nhân cũng đã tới mấy lần, lại đưa ra 500 vạn kim phiếu. Tiếp theo Tôn Cường lại đưa ra một sấp kim phiếu. Mặc dù hắn biết địa vị hiện nay của bản thân đã tăng lên, thế nhưng những thứ mà người khác đưa cho hắn lại không dám ẩn giấu một chút nào, vẫn đưa ra đủ số. Đây là phí bái phỏng mà những người bái phỏng mấy ngày nay nộp lên, tiểu nhân đã thống nhất tạo thành một danh sách. Nói xong, Tôn Cường giao ra một tấu chương, Trương Huyền tiếp nhận, tiện tay lật một chút, nhất thời sợ hết hồn. Đây là bao nhiêu người cơ chứ? Hồi bẩm lão gia, tổng cộng có 27 vị bái phỏng. Hơn nữa đều đã nộp tiền lên, tổng cộng là 8.100 vạn. Nói xong Tôn Cường khoát tay một cái, hai tên hộ vệ nhấc một cái dương đến, bên trong có đầy kim phiếu. Con mẹ nó! Nhìn thấy kim phiếu chồng chất như núi ở trước mắt, Trương Huyền cảm thấy sắp phát điên rồi. Trước đó hắn còn tưởng rằng kiếm được hơn 2.000 kim tệ khó như lên trời, là chuyện trên cơ bản không thể. Sau khi nhìn thấy thế mới biết được hắn vẫn đánh giá thấp lực uy hiếp của danh sư. Chỉ cần báo tên tuổi ra, cái gì cũng không thấy mà đã có người tha thiết mong chờ đưa tới nhiều tiền như vậy. E rằng bất kỳ nghề nghiệp nào cũng không làm được điểm ấy. Người đi nói cho bọn họ một chút, nếu đã nộp phí thì ngày mai tới đây, ta sẽ lần lượt chỉ điểm từng người. Nếu không giao phí, mời đi đi, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không chấp nhận chỉ điểm nữa. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền xua tay nói. Người ta đã nộp tiền lên, hắn không khả năng trả về. Chỉ là, chỉ điểm cho hơn 20 người cũng đủ để khiến cho hắn bận bịu một lúc. Vâng, Tôn Cường gật gù, thu cái dương và tất cả kim phiếu vào giới chỉ chữ vật, lúc này Trương Huyền mới tiện tay rút ra một tấm, đưa tới. Đây là thù lao của ngươi, ta đã nói rồi, theo ta chỗ tốt của ngươi không thiếu. Muốn ngựa chạy trốn nhanh thì phải cho nó ăn đủ cỏ, nếu không có Tôn Cường mấy ngày nay chống đỡ, đừng nói có nhiều tiền như vậy, có khả năng bản thân hắn cũng không kiếm được bao nhiêu. Lại nói, nhất định mấy ngày nay hắn cũng lo lắng sợ hãi không ít, chỉ là một ít kim phiếu mà thôi, chỉ cần có thân phận danh sư, muốn bao nhiêu còn không phải có bấy nhiêu hay sao? 100 vạn. Nhìn thấy mệnh giá của tấm kim phiếu trong tay, Tôn Cường sợ hết hồn, trực tiếp ngã quỵ xuống mặt đất. Số tiền này là con số mà cả đời hắn cũng không kiếm được. Bắt đầu từ hôm nay, lão gia muốn ta làm gì, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Trong lòng Tôn Cường âm thầm xin thề. Từ khi đi theo vị lão gia này, chẳng những có tôn nghiêm, có tiền tài mà tu vi cũng đột phá, loại ân tình và coi trọng này là thứ mà cả đời hắn cũng không có được. Có thể nói, vị lão gia này đã mở ra cho hắn một thế giới khác, ân tình rất lớn, giống như tái tạo vậy. Được rồi, ta đi ra ngoài một chuyến, chuyện những người này ngươi đi xử lý trước đi. Trương Huyền khoát tay áo một cái. Đối phương cảm kích chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, đối với hắn cũng không tính là gì. Việc quan trọng nhất hiện nay chính là lấy dược liệu, lại giúp Viên Đào, Triệu Nhã kích hoạt thể chất, sau đó. Ngủ. Ngày hôm nay không nghỉ không ngủ, hắn đã sớm muốn gục, nếu không phải tu vi tăng cường, nhất định đã sớm nằm xuống ngủ say như chết rồi. Vâng. Tôn Cường gật đầu. Biết cửa trước có đầy người cho nên Trương Huyền từ cổng sau đi ra ngoài, rời khỏi phủ đệ, tìm một nơi không có ai, xóa bỏ ngụy trang, đổi y phục,
lần thứ hai biến trở về dáng vẻ vốn có của mình. Khôi phục dung mạo, Trương Huyền lập tức nhanh chân đi tới luyện đan sư công hội. Lão sư, trong phòng học của Lục Tầm, mấy học sinh chỉnh tề đứng ở trước mặt của hắn. Trong đó có Chu Hồng trước đó đã lớp học của Trương Huyền đưa chiến thiếp, bằng hữu tốt Mạc Hiểu của Trịnh Dương cùng với mấy người khác. Nếu như mấy người Viên Đào, Lưu Dương có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra được 5 người này chính là mấy người trong danh sách tỷ thí cùng bọn họ. Trước đó bọn họ đều chỉ là võ giả nhất trọng tụ tức cảnh, mà giờ khắc này, khí tức mỗi người lại rất hùng hồn, lực lượng 10 phần, không ngờ tất cả đều đạt đến võ giả nhị trọng. Không tồi. Nhìn tiến bộ của mấy vị học sinh này, Lục Tầm thỏa mãn gật gù, nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng không uổng phí tâm tư, đánh đổi cùng vô số tâm huyết của hắn. Đạt đến võ giả nhị trọng, nếu như lại đối phó với tên Trương Huyền kia, tuyệt đối có thể nghiền ép. Lục lão sư, vị Dương Huyền danh sư kia, lại xuất hiện. Đang muốn nói vài câu thì Vương Siêu lão sư đẩy cửa đi vào, hai mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Chương 209, Hồng Vân Đan Sư 1. Xuất hiện rồi. Lục Tầm quay đầu lại nhìn về phía bằng hữu tốt. Đúng, ngày hôm nay đám người Lưu sư vừa vặn từng tới thăm hỏi. Cùng đi còn có Thẩm Truy bệ hạ. Sau khi tiến vào viện không lâu, ba danh sư lại đi ra, thái độ vô cùng cung kính. Xem ra vị Dương sư này nhất định là danh sư, hơn nữa cấp bậc chỉ có cao chứ không thấp hơn đám người Lưu sư. Vương Siêu nói ra tin tức biết được. Còn cao hơn Lưu sư, vậy chẳng phải là danh sư nhị tinh sao? Hai mắt Lục Tầm tỏa sáng. Nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta cũng đi tới thăm hỏi. Hắn chờ chính là cơ hội này. Một khi được vị Dương sư này nhìn chúng, tuyệt đối có thể giang cánh bay lượn, một lần bay lên trời. Ừ. Vương Siêu gật đầu, lập tức lộ ra vẻ mặt giống như trái mướp đắng. Tin tức này truyền ra, người muốn đi tới thăm hỏi Dương sư rất người. Ta sợ không tới phiên chúng ta. Hơn nữa, quy định của Dương sư, nói vậy người cũng nghe nói tới. Muốn thăm hỏi, đầu tiên phải giao ra 300 vạn kim phiếu. Bằng không, ngay cả cửa cũng không có cách nào tiến vào. Nhiều tiền như vậy, lão gia tử nhà chúng ta có thể lấy ra. Nhưng chúng ta sợ rằng, cho dù bọn họ là lão sư sao kim, một tháng tiền lương cũng chỉ có 2-3 ngàn kim tệ mà thôi. Lấy ra 300 vạn, không thể nghi ngờ chính là nằm mơ. Đừng nói thăm hỏi, chỉ riêng một điều kiện lại kẹp chết bọn họ. Yên tâm đi, chuyện này ta đã nghĩ kỹ. Lục Tầm lộ ra nụ cười tự tin. Giao 300 vạn kim tệ mới có khả năng thăm hỏi. Mặc dù là có văn bản rõ ràng quy định, nhưng mọi người e ngại mặt mũi, khẳng định không phải nộp lên rõ ràng. Nói cách khác, chỉ cần không nói ra, cũng sẽ không bị vạch trần. Ý của ngươi là, đục nước béo cò trà trộn vào sao? Làm vậy không tốt lắm đâu. Đối phương lại không phải kẻ ngốc. Không giao tiền, sợ rằng ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Nghe được cách nói của bằng hữu tốt, Vương Siêu sửng sốt. Không phải đục nước béo cò, mà là mượn thân phận lão sư sao kim của chúng ta vòng qua cửa này. Dựa vào hai người chúng ta người, trong vương quốc ai không cho chút mặt mũi. Chỉ cần có thể tìm được người thích hợp, đưa lên lý lịch sơ lược, chuyện còn lại sẽ dễ làm. Danh sư cũng phải thu học đồ. Chúng ta là lão sư có tiếng tăm trong toàn bộ Thiên Huyền Vương Thành, hoàn toàn phù hợp điều kiện, chỉ cần viết xong bái thiếp, biểu diễn thành quả giảng dạy cho hắn xem. Có thể hắn cao hứng, lại đồng ý. Cái gọi là 300 vạn kim tệ, cũng chỉ là vô dụng. Điều chúng ta phải làm, chính là nghĩ biện pháp đưa bái thiếp lên. Về phần kim tệ, tạm thời không thu cũng không có vấn đề gì. Điều này, Vương Siêu chớp mắt, muốn trở thành danh sư, không chỉ cần thực lực bản thân mạnh mẽ. Quan trọng nhất chính là có thể dạy dỗ học sinh. Chúng ta có nhiều học sinh như vậy, có lý lịch xuất sắc như vậy, khẳng định không thành vấn đề. Lục Tầm nói đến đây hai mắt hưng phấn, tỏa sáng. Nếu thật sự không được, còn có thể mời hắn tới quan sát đánh giá sư giả trong mấy ngày tới, xem ta làm thế nào nghiền ép Trương Huyền. Đến lúc đó, vừa nhìn thấy ta xuất sắc như vậy, hắn có thể sẽ cao hứng thu làm học đồ. Có đạo lý, dựa vào thân phận lão sư sao kim như chúng ta, chuyển một tờ lý lịch sơ lược chắc hẳn là rất dễ dàng. Không giao tiền có thể cũng được. Vương Siêu cuối cùng kịp phản ứng. Lần đánh giá sư giả này là một cơ hội tốt, nếu may mắn. Vị Dương Huyền danh sư này qua, nhất định sẽ coi trọng Lục Tầm, thu hắn làm học đồ. Chỉ cần hắn thành công, mình cũng có hy vọng. Cứ như vậy đi, chúng ta chuẩn bị một chút, lát nữa đi thăm hỏi.
nghĩ đến liền làm, Lục Tầm không nói thêm gì nữa, lập tức an bài. Công hội luyện đan sư, Âu Dương hội trưởng, Trần Tiêu đan sư, Bạch Minh đan sư và hơn 10 vị đan sư đứng song song ở trong sân, thái độ cung kính. Bù, có tiếng gió mãnh liệt thổi tới, một con man thú bay cực lớn chậm rãi từ trên không trung hạ xuống phía dưới. Đứng phía trên là một lão già, man thú còn chưa đến tới trước mặt, bàn chân hắn nhẹ nhàng đạp một cái, lại vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Ra mắt Hồng Vân đan sư. Đám người Âu Dương hội trưởng bước lên trước. Hồng Vân luyện đan sư nhị tinh nổi danh bên trong vương quốc. Ừ. Hồng Vân đan sư gật đầu, lông mày thoáng nâng lên. Trương Huyền đâu? Trương đan sư, lại không có ở vương thành, cho nên không qua. Âu Dương hội trưởng lộ vẻ mặt xấu hổ. Mấy ngày qua, Trương Huyền vẫn đợi ở trong tàng thư khố của vương quốc. Sau khi rời đi, người này lại thay đổi diện mạo đi tới phủ đệ. Đừng nói hắn không tìm được, cho dù đám người Triệu Nhã cũng không nhất định có thể tìm ra. Hồ đồ! Hồng Vân đan sư vẫy bàn tay một cái, sắc mặt tái xanh, không giận tự uy. Tranh luận đan trở thành đan sư, mặc dù truyền thừa từ xưa, lại có quy định đặc biệt. Nhưng lần này, ta tới ngoại trừ đưa phá âm đan, máu của cự tê thú người muốn mua ra, còn muốn kiểm ta vị Trương Huyền này. Một khi không phù hợp điều kiện, trực tiếp loại bỏ tư cách. Vâng. Âu Dương hội trưởng gật đầu. Lấy Ngọc Tinh ghi chép ngày đó tới đây. Nếu như để cho ta phát hiện có bất kỳ hành vi thiên vị lừa đảo nào, tất cả mọi người tham dự tranh luận đan đều sẽ phải bị trừng phạt. Hồng Vân đan sư nhướng mày, mang theo sự uy nghiêm không cho phép người khác được nghi ngờ. Vâng, Hồng Vân đan sư, mời đi bên này. Âu Dương hội trưởng vội vàng đi phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, bọn họ lại đi đến chỗ tranh luận đan trước đó. Hắn lấy Ngọc Tinh ghi chép ra. Mở ra. Ngồi ở chỗ ngồi, cầm chén trà ngon mới rót, Hồng Vân đan sư thản nhiên nhìn qua. Âu Dương hội trưởng lại không nói nhiều, chân khí trong cơ thể vọt về phía Ngọc Tinh ghi chép. Trong nháy mắt, Ngọc Tinh lập lòe, ghi chép nội dung trước đó một lần nữa hiện ra. Chính là cảnh tượng Trương Huyền tiến vào phòng. Đây là Trương Huyền sao? Âu Dương hội trưởng, người cũng là người lâu năm của công hội, thế nào lại hồ đồ như vậy? Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể tranh luận đan thành công? Nhìn thấy rõ ràng hình dáng của Trương Huyền còn chưa đủ 20 tuổi, lông mày Hồng Vân đan sư nâng lên. Dám tham gia tranh luận đan, bình thường không học tập luyện đan mấy chục năm, ít nhất cũng phải 5-60 tuổi. Người này ngược lại hay rồi, chưa đủ 20, hắn có thể biết cái gì? Rất rõ ràng, những luyện đan sư khác có phần cố ý nhường nhịn. Chương 210, Hồng Vân đan sư 2. Không bằng như vậy đi, bất kỳ một luyện đan sư nào ở đây, chỉ cần dám luyện đan ở trước mặt ta, bất kể hắn sử dụng thủ pháp gì, ta đều có thể nói ra tên của thủ pháp đó, sai lầm trong khi luyện đan. Chỉ cần bất kỳ người nào ở đây cảm thấy ta đưa ra sai lầm không đúng, ta có thể lập tức chịu thua. Trong Ngọc Tinh ghi chép vang lên giọng nói của Trương Huyền. Lỗ mãng! Hồng Vân đan sư cười lạnh. Ta cũng không dám bảo đảm có thể nhìn ra được sai lầm của đan sư nhất tinh trong khi luyện đan. Hắn chỉ là một học đồ cũng muốn nhìn được sao? Đùa kiểu gì vậy? Thật không biết trời cao đất rộng. Ngọc Tinh ghi chép tiếp tục truyền hình ảnh. Rất nhanh liền xuất hiện cảnh tượng Mạnh Nham đan sư luyện đan. Trương Huyền chỉ ra trong ngực hắn mang theo sát khí, tĩnh tâm đan rất khó có hiệu quả. Vị Mạnh Nham này trong lúc luyện đan, nóng nảy không ổn định, không có an thần tĩnh tâm. Có thể nhìn ra được cũng không có gì ngạc nhiên. Nhìn thấy được điều này, Hồng Vân đan sư có chút do dự. Bản thân hắn là luyện đan sư nhị tinh, về năng lực quan sát đám người Dương hội trưởng tất nhiên không thể nào so sánh được. Thời điểm Mạnh Nham đan sư chế luyện tĩnh tâm đan, tâm cảnh không ổn định, tâm tình luống cuống, luyện ra đan dược phế phẩm, không khó để nhìn ra được. Ngay sau đó Trần Tiêu đan sư bắt đầu. Tử khí, điều này, Trần Tiêu đan sư luyện đan quá mức yên tĩnh, ta chỉ có thể nhìn ra một vài điểm không thích hợp, nhưng không có cách nào nhìn ra hắn sắp phải chết. Hồng Vân đan sư có chút nghi ngờ. Các đan sư nhất tinh khác cho rằng trước đó Trương Huyền đã điều tra qua mọi người, mới suy luận ngược, cho ra kết luận. Hắn lại khác, làm đan sư nhị tinh, khả năng quan sát của hắn cực cao. Mặc dù không có nói chuẩn xác như Trương Huyền, nhưng trạng thái lúc luyện đan của hai vị đan sư Mạnh Nham, Trần Tiêu, hắn vẫn có thể nhìn ra một chút. Ngay sau đó là Trình Giang. Tiếp nữa là Bạch Minh. Cái lò luyện đan này cao 7 thước 3 tấc. Rộng 3 thước 2 tấc,
là do thợ thủ công Tam Mạt của Thạch Tỉnh Phường chế luyện ra vào 7 năm 3 tháng trước. Đỉnh này có độ dày hơn một tấc, nhiệt lượng đã muốn hoàn toàn thẩm thấu. Cần một nén hương thêm 34 lần hít thở. Trong Ngọc Tinh ghi chép, Trương Huyền chậm rãi nói, trong ánh mắt mang theo vẻ tự tin và nhìn xa trông rộng. Điều này, Hồng Vân Đan Sư lại không tức giận như lúc trước nữa, mà mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Tinh. Bản thân hắn là luyện đan sư nhị tinh, có thể tiếp xúc với đan sư cao hơn, cũng từng nghe qua bọn họ nói chuyện với nhau. Hình như trước khi luyện đan, phải tìm hiểu rõ ràng quy cách của lò luyện đan mới có thể sử dụng phương pháp tương ứng, chế luyện ra đan dược có phẩm chất cao hơn. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy những điều này cách hắn rất xa xôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ nghe được từ trong miệng một học đồ nói ra, hơn nữa còn rõ ràng như thế. Hồi bẩm Hồng Vân Đan Sư, sau chuyện này xảy ra, ta đã đặc biệt lấy hồ sơ của lô đỉnh này ra, xác định so sánh cẩn thận. Bất kể lò luyện đan có độ cao trọng lượng, độ dày, hay thời gian chế luyện, số lần vận chuyển, từng luyện ra đan dược thế nào. Trương Huyền Đan Sư nói đều không sai chút nào, không có bất kỳ sai lầm nào. Chúng ta cũng đặc biệt thực nghiệm, nhiệt lượng thẩm thấu quả thật cần một nén hương thêm 34 lần hít thở, không sai chút nào. Âu Dương hội trưởng ở một bên giải thích. Thật ra không cần hắn giải thích, Hồng Vân Đan Sư cả ngày luyện đan cũng có một hiểu biết đại khái, biết đối phương nói không có sai. Khiến cho dược hiệu tự nhiên tổn thất 13%, thất bại. Dược hiệu không có hoàn toàn phát huy, tổn thất 14%, thất bại. Điều này, không có khả năng. Nghe được Trương Huyền liên tiếp nói, thất bại, toàn thân Hồng Vân Đan Sư cứng đờ, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Dựa theo trình tự Trương Huyền nói, sau đó chúng ta lại từng làm kiểm tra qua. Tỷ lệ phần trăm tổn thất hắn nói ra, không có chút sai lầm nào. Không nhiều không ít, đây là ghi chép chúng ta thử nghiệm, đan sư có thể xem qua. Âu Dương hội trưởng lấy ra một vở đưa tới. Nếu là tranh luận đan, tất nhiên không có khả năng dễ dàng lại kết thúc như vậy. Sau khi Trương Huyền rời đi, Âu Dương hội trưởng và mấy vị đan sư lại suốt đêm làm thêm giờ, thử nghiệm lại tất cả những số liệu hắn nói ra một lần. Kết quả khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, tự nhiên, giống nhau như đúc, không có một chút sai lầm nào. Điều này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xem lại ghi lại một lần, Hồng Vân Đan Sư cảm giác có phần muốn phát điên. Phía trên này đều có luyện đan sư ký tên. Thời gian cho mỗi một trình tự, đều được ghi chép rõ ràng, không có khả năng giả vờ. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, hắn lại nhớ kỹ trình tự 47 loại dược liệu đưa lên, mỗi một loại sẽ phát sinh phản ứng gì, cùng với dược hiệu tổn thất. Trời ạ, đây là người sao? Bản thân Hồng Vân Đan Sư tính toán một chút, không nhịn được lắc đầu. Cho dù là với trình độ của hắn, cũng không làm được như vậy. Hắn tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Tiếp theo chính là quá trình tranh luận bình thường. Các vị đan sư đưa ra vấn đề xét hỏi. Thật khéo, tàng thư khố sơ đẳng của công hội chúng ta lại có, ở hàng thứ 27 bên phía trái phía trên. Trên Ngọc Tinh ghi chép, Trương Huyền cười khẽ, vẫy bàn tay một cái, nói ra tên gọi và vị trí của sách. Những quyển sách này, ta hình như đều xem qua, giống như hắn nói. Hơi thở của Hồng Vân đan sư dồn dập. Nếu như nói trước đó Trương Huyền nói những điều này, không có cách nào xác nhận được. Ở trên luyện đan sách, lượng kiến thức của hắn vượt xa đám người Âu Dương hội trưởng. Rất nhiều sách đối phương nói ra, hắn gần như đều xem qua. Nội dung, giống hệt, không có bất kỳ sai lầm nào. Nói thật, nghe được công hội luyện đan sư của Thiên Huyền Vương quốc không ngờ trong tranh luận đan để cho một người chưa đủ 20 tuổi trở thành luyện đan sư chính thức, hắn đã vô cùng phẫn nộ. Hắn cho rằng đám người Âu Dương Thành khẳng định vô cùng buông lỏng. Chính vì vậy, tổng bộ bên kia mới để cho hắn qua kiểm tra cẩn thận một lần nữa. Trên đường đến đây, hắn đã sớm nghĩ kỹ xem đâm chọc như thế nào, để tìm khuyết điểm, sau đó một lần nữa quyết định, để cho vị Trương Huyền này không thông qua, loại bỏ tư cách luyện đan sư. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình còn chưa hoàn toàn xem hết Ngọc Tinh ghi chép lại, đã bối rối. Nếu như nội dung trong Ngọc Tinh không phải làm giả, mà thật sự phát sinh. Vậy lý giải của Trương Huyền này đối với luyện đan cũng quá nhiều. Ngô Hiểu đan sư, lò luyện đan bảo dưỡng, Triệu Khiêm Tốn đan sư, việc cần chú ý khi luyện đan, Ngưu Tuyền đan sư, nói kỹ về những việc vặt, Đại Thu đan sư bảo dưỡng lô đỉnh mới. Trên Ngọc Tinh ghi chép, Trương Huyền tiếp tục mở miệng, từng hành động lời nói đều tự mang theo phong độ.
ta cũng đã xem qua những quyển sách này. Những lời hắn nói hoàn toàn. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Đốt ngón tay của Hồng Vân Đan Sư trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Ban đầu có ý nghĩ trừng phạt đối phương, còn chưa xem xong hết Ngọc Tinh ghi chép, hắn liền phát hiện ra, mình tự nhiên không tìm ra được một lý do nào. Âu Dương hội trưởng, Trương Huyền Đan Sư ở bên ngoài cầu kiến. Một học đồ nói. Leng keng. Trong lòng thầm cả kinh, chén trà trong tay Hồng Vân Đan Sư rơi trên mặt đất, vỡ vụn. Hắn quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một người hai mắt đỏ ửng, túi mắt sâu, ủ rũ đi đến. Chương 211, nổ lò 1. Đây là người có vẻ mặt tự tin kia sao? Khôi phục lại, Hồng Vân Đan Sư ổn định lại hơi thở. Người ở trong Ngọc Tinh tự tin nhìn xa trông rộng, đối với luyện đan có lý giải sâu đậm. Người trước mắt này ủ rũ, mắt đỏ như máu. Đây là bị người nấu sao? Luyện đan sư, cả ngày tiếp xúc với dược liệu. Đối với việc bảo dưỡng bản thân thường đặc biệt chú trọng. Bình thường sẽ không để cho mình đặc biệt mệt mỏi dã rời. Hơn nữa, luyện đan sư là chức nghiệp đứng đầu thượng tam phẩm, để ý tới hình tượng và uy nghiêm bản thân. Đã bao giờ thấy một luyện đan sư chính thức đi ra với mắt nhìn như gấu mèo? Cũng thật không có phong độ. Không chỉ hắn nghi ngờ, đám người Âu Dương đan sư cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Mình thực sự bị người này tranh luận tới thương tích đầy mình. Hận không thể có cái nứt để chui vào sao. Quá mất mặt. Trương Huyền không biết trong đầu mọi người đang miên man suy nghĩ, đi vào gian phòng. Nhìn thấy được hơn 10 vị luyện đan sư của toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc đều đang ở đây, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Những luyện đan sư này bình thường đều bận rộn nhiều việc, muốn tập trung đủ, cơ bản không quá dễ dàng. Trước đây để sát hạch cho hắn, đã phải triệu tập trước một ngày, mới có 10 người tới. Thế nào ngày hôm nay tất cả đều ở trong này? Chỉ có điều, tới nhiều luyện đan sư hơn nữa cũng không có quan hệ gì với hắn. Trương Huyền lắc đầu không tiếp tục để ý nữa. Hắn cố kìm nén cảm giác mệt mỏi dã rời trên người, đi vài bước đến trong đại sảnh. Âu Dương hội trưởng, đồ ta muốn mua đã tới chưa? Đến rồi, ở đây. Âu Dương hội trưởng lấy đồ Hồng Vân đan sư vừa tới ra. Đan dược tam phẩm phá âm đan và máu cự tê thú tiên thiên. Tiếp nhận đồ xong, sắc mặt Trương Huyền vui mừng, thu vào chiếc nhẫn chữ vật hắn lập tức đưa kim phiếu đã chuẩn bị xong ra. Từ biệt, thấy đối phương kiểm tra xong, không có vấn đề gì, hắn tính rời khỏi đó. Hắn thật sự quá mệt mỏi, mấy thứ này đến thật tốt, hắn mau chóng lấy về cho Triệu Nhã, Viên Đào sử dụng, sau đó là có thể an tâm ngủ một giấc. Trương Huyền đan sư khoan hãy đi. Hồng Vân đan sư kịp phản ứng, đứng dậy. Ngươi là ai? Đang mệt mỏi dã rời ngủ gà ngủ gật, lại thấy có người ngăn cản, Trương Huyền có chút mất hứng. Tại hạ Hồng Vân, có một nghi vấn trên phương diện luyện đan, còn muốn hỏi một chút. Mong rằng Trương Huyền đan sư có thể trả lời. Hồng Vân đan sư nói. Nhìn xong nội dung trong Ngọc Tinh ghi chép, hắn đối với người thành công tranh luận đan trước mắt này, đã có 7-8 phần tin tưởng. Chỉ có điều, hắn vẫn phải trực tiếp hỏi thăm mấy vấn đề, xác nhận có nghi ngờ dối trá hay không. Không rảnh. Trương Huyền bĩu môi một cái. Ta cũng không phải lão sư của ngươi. Có nghi vấn gì đi đọc sách đi, tìm ta làm gì. Đi chỗ nào mát mẻ mà đợi. Nói đùa, không nhìn thấy đang ta vội sao. Ta phải về nhà ngủ. Ai có thời gian trả lời vấn đề của ngươi. Tại sao lại không năng lực quan sát như vậy. Lại nói, ngươi là ai chứ. Tùy tiện một đan sư nào có vấn đề cũng hỏi ta còn không mệt chết sao. Các luyện đan sư trong phòng đều lảo đảo. Âu Dương hội trưởng thiếu chút nữa bị một cục đờm làm nghẹn chết. Đại ca, vị này chính là luyện đan sư nhị tinh do phía trên phái tới đặc biệt điều tra ngươi. Ngươi không ngờ lại bảo hắn tìm chỗ nào mát mẻ đợi. Khụ khụ, cố nén kích động muốn nôn ra máu, Âu Dương hội trưởng liền vội vàng tiến lên. Trương Huyền đan sư, vị Hồng Vân đan sư này là luyện đan sư nhị tinh do tổng bộ phái tới. Luyện đan sư nhị tinh. Trương Huyền sửng sốt, liếc mắt thoáng nhìn người trước mắt. Mí mắt đầy mệt mỏi dã rời của hắn nâng lên. Được rồi, có gì cần hỏi thì hỏi đi, ta còn không có thời gian. Âu Dương hội trưởng. Rất nhiều luyện đan sư. Người ta là tới kiểm tra ngươi. Ngươi làm thế nào lại giống như hỏi thăm học tập ngươi vậy? Mấu chốt nhất chính là, ngươi không có thời gian. Vội em gái ngươi sao? Ngươi rốt cuộc có ý thức được tình cảnh khó khăn của mình hay không?
Một khi sát hạch không thông qua, đối phương lại có thể loại bỏ thân phận luyện đan sư của ngươi. Mọi người chấn động kinh ngạc, Hồng Vân đan sư cũng đầy phiền muộn. Nếu không phải mình xem qua đối phương trong Ngọc Tinh ghi chép, chỉ sợ đã sớm phát điên. Ở trong quá trình chế luyện hồi tức đan nhất phẩm, bình thường sau khi xuất hiện thành đan, đan dược có tình trạng bị vàng. Ta muốn hỏi một chút, cái này giải quyết như thế nào? Đã là luyện đan sư nhị phẩm, cái này cũng không hiểu sao. Hồi thức đan có thể khôi phục lực lượng tiêu hao của con người. Dược liệu cần chủ yếu là bạch tịch thảo, thứ này toàn thân trắng như tuyết, khi vừa tiếp xúc với chân khí của con người, sẽ lại biến thành màu vàng nhạt. Đó không phải là bởi vì dược liệu có vấn đề, mà bởi vì chân khí con người có quá nhiều tạp chất. Nếu như là chân khí càng tinh thuần, sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa. Nếu muốn đan dược không bị vàng, rất đơn giản. Thời điểm chế luyện đan dược, thêm một vị thanh dương hoa. Thứ này có thể hấp thu tạp chất trong chân khí, có thể khiến bạch tịch thảo không thay đổi màu sắc. Trương Huyền tùy ý khoát tay áo. Sách màu vàng khiến cho biến nội dung tất cả sách hắn xem được ở tàng thư khố cấp cao và cấp thấp, trở thành trí nhớ của mình, thấu hiểu đạo lý, giải thích đơn giản đến cực điểm. Ngay cả thiên đạo đồ thư quán hắn cũng không cần sử dụng, đã có thể thuận miệng chỉ điểm. Chủ yếu cũng bởi vì đối phương hỏi thăm chính là kiến thức về đan dược nhất phẩm. Nếu hỏi cao cấp hơn một chút, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thanh liên hoa làm nguyên liệu thuốc chính chế luyện đan dược, mùi đắng. Thêm vào cam thảo lại dễ dàng nổ lò. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Hồng Vân đan sư nói tiếp. Thanh liên hoa mùi đắng là bởi vì màu vàng phía trên đài sen. Thứ này không có tác dụng đối với luyện dược, chỉ cần lau đi, cái gì cũng không cần thêm, đan dược sẽ không đắng nữa, ngược lại mang theo vị ngọt. Thêm cam thảo là thừa, tất nhiên sẽ nổ lò. Chương 212, nổ lò 2. Trương Huyền nhìn đối phương đang ngây ra như kẻ ngốc. Ngươi là luyện đan sư nhị phẩm, ngay cả cái này cũng không hiểu, vậy sát hạch lên thế nào? Hồng Vân đan sư nghẹn một hơi. Được rồi, nếu như chỉ có mấy vấn đề này, tàng thư khố của công hội cao cũng có. Không có việc gì làm, xem nhiều sách một chút, ta còn có việc, đi trước. Trương Huyền ngáp một cái, lại đi ra ngoài. Hắn cảm thấy lại không được ngủ, làm không tốt cũng sẽ chết. Nhìn hành động này của hắn, vẻ mặt Hồng Vân đan sư vặn vẹo. Ngươi tôn trọng ta một chút có được hay không? Bất kể nói thế nào, ta cũng là luyện đan sư nhị tinh từ tổng bộ tới, cao hơn ngươi một cấp bậc. Những người khác nhìn thấy ta, đều sớm chờ đợi, lễ độ cung kính. Ngươi thì hay rồi, mí mắt còn không nâng ra lên. Nói chuyện với ta còn bảo ta tìm nơi nào mát mẻ chờ, xem nhiều sách một chút. Ta xem em gái ngươi ấy. Ta đang sát hạch ngươi, lẽ nào ngươi không có nhìn ra sao? Những đáp án này ta đương nhiên biết. Trong lòng phiền muộn, hắn lộ ra một chút mất hứng, nhướng mày. Đừng đi vội, vấn đề này, chỉ cần ngươi trả lời được, ta sẽ không hỏi thêm nữa. Hơn nữa, phá âm đan và máu của cự tê thú có thể miễn phí tặng cho ngươi, không cần tiền. Lời vừa nói xong, hắn đang suy nghĩ đối phương có đáp ứng hay không, đã thấy Trương Huyền chẳng biết từ lúc nào đứng ở trước mắt, vẻ mệt mỏi dã rời trong mắt biến mất sạch sẽ, lộ ra tinh quang. Lời ngươi nói là sự thật. Phá âm đan và máu của cự tê thú là dược liệu tốn hết 2.300 vạn kim tệ. Nếu như có thể miễn phí, quả thực quá tốt. Có thể tiết kiệm được một khoản lớn. Ngươi, sung tục. Hồng Vân đan sư tức tới mức thổi râu mép bay lên. Vừa rồi nói chuyện với hắn, mí mắt đối phương cũng không muốn nâng lên. Vừa nghe được có thể miễn phí, đối phương hưng phấn đến mức sắp nhảy cẫng lên. Hắn đường đường là luyện đan sư nhị tinh ở trong lòng đối phương, tự nhiên thua một đống kim tệ. Suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta phát điên. Thật ra Trương Huyền sẽ có loại hành động này, ngược lại không phải cố ý làm ra vẻ. Mà hiện tại, giá trị quan của hắn vẫn là nhân viên quản lý thư viện ở địa cầu, còn chưa thật sự dung hợp với dị giới. Đối với luyện đan sư nhị tinh gì đó, hắn không có mấy khái niệm. Cho dù lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể thực tế bằng có tiền. Không thấy hắn vì kiếm 2.000 vạn kim tệ này, đã tiêu hao bao nhiêu tế bào não sao? Vấn đề này là, thời điểm ta chế luyện tinh nguyên đan, mỗi lần đều sẽ nổ lò. Hồng Vân đan sư nói ra vấn đề của hắn. Nghe được vấn đề này, tất cả đám người Âu Dương Thành đều sửng sốt. Mỗi một người đưa mắt nhìn nhau. Tinh nguyên đan, đây chính là đan dược nhị phẩm đỉnh cấp, có thể bổ sung tinh khí thần hao tổn trong cơ thể người. Có lời đồn đại,
cho dù luyện đan sư tam tinh cũng rất khó có thể dễ dàng chế luyện ra. Hồng Vân đan sư không ngờ hỏi một luyện đan sư nhất tinh, làm thế nào chế luyện đan dược nhị phẩm đỉnh cấp. Điều này cũng quá vô sỉ. Rõ ràng vượt quá ranh giới. Nhìn thấy được ánh mắt của mấy người, mặt Hồng Vân đan sư đỏ lên. Nói thật, hắn cũng bị Trương Huyền chọc tức, muốn gõ một cái. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta ném ra một vấn đề ngay cả ta, luyện đan sư nhị tinh cũng không giải quyết được, xem ngươi trả lời như thế nào. Không trả lời được, ta lại giáo huấn ngươi một trận, cho ngươi bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo, để cho ngươi biết, nói chuyện với luyện đan sư nhị tinh, đáng lẽ phải là thái độ thế nào. Tinh Nguyên Đan. Trương Huyền chưa từng xem qua sách của luyện đan sư nhị tinh, tên đan dược này cũng không biết. Hắn còn tưởng rằng đó là một loại thuốc hiếm, mình kiến thức nông cạn không biết, nên cũng không quá để ý. Đương nhiên, cho dù biết, hắn khẳng định cũng không để ý. Dù sao, hắn cũng không phải dựa vào kiến thức giải quyết. Hắn chuyển kiếp tới chưa đầy nửa tháng. Cho dù có loại máy nói dối thiên đạo đồ thư quán này, tốc độ hắn tiếp nhận kiến thức rất nhanh, nhưng khẳng định không thể nào so sánh được với những luyện đan sư sống mấy chục năm. Đi luyện đan, để cho ta xem một chút. Trong lòng có tính toán, Trương Huyền tùy ý khoát tay áo. Được. Nghe giọng điệu của hắn giống như bảo mình đùa giỡn khỉ, Hồng Vân đan sư càng phiền muộn hơn. Trong lòng âm thầm quyết định, một khi hắn nói không nên lời, cố gắng giáo huấn một trận. Lúc này, Hồng Vân đan sư mới đến phía trước lô đỉnh, lấy dược liệu từ trong chiếc nhẫn chữ vật ra, chuẩn bị bắt đầu. Tinh Nguyên đan, trong đan dược nhị tinh là một loại đan được bán rất chạy. Bởi vì hắn không chế luyện thành công, vẫn luôn mang theo dược liệu bên người, thường xuyên nghiên cứu. Muốn lấy ra cũng không khó. Hừng hực, lò lửa thiêu đốt, tinh luyện dược liệu. Hồng Vân đan sư vừa ra tay, quả nhiên xuất hiện sự khác biệt. Không hổ danh là luyện đan sư nhị tinh, so với đám người Trần Tiêu đan sư còn cường đại hơn rất nhiều. Bất kể là khống chế đối với dược liệu hay là khống chế đối với lò lửa, cùng với tinh luyện dược liệu, đều không thể so sánh nổi. Loại dược vật giống nhau ở trong tay hắn lại giống như nước chảy mây bay, tập trung vào lô đỉnh, dưới lò lửa thiêu đốt sôi trào, rất nhanh lại xuất hiện mùi đan dược rất nồng. Mùi đan dược này linh khí 10 phần, khiến người ta chỉ ngửi vào một hơi, lại cảm thấy thân thể hoạt bát, thoải mái hơn rất nhiều. Trương Huyền liên tục không ngủ 5 ngày 5 đêm, có chút mệt nhọc. Vừa ngửi một cái, hắn cũng cảm thấy thư thái hơn nhiều, mắt hình như cũng bớt đỏ. Ầm ầm, chỉ có điều, lại ở thời điểm mùi đan đạt được nồng đậm nhất, đột nhiên thoáng ngừng lại. Một lực lượng hung bạo phun mạnh ra, lô đỉnh trước mắt không chịu nổi, ầm ầm nổ tung. Răng rắc, một đống đan dược hỏng văng ra ngoài, cháy đen giống như than. Luyện đan thất bại, hơn nữa còn là kinh khủng nhất. Nổ lò, nếu không phải mọi người đã sớm có sự đề phòng, sợ rằng đều sẽ bị khí tức bạo ngược trong đó nổ cho tổn thương. Bị khí tức nổ mạnh phun trúng, toàn thân Hồng Vân đan sư đen xì, tóc dựng đứng. Bộ dạng giống như bị sét đánh. Hai tay hắn để ở sau lưng, nhìn lại. Ta luyện xong, ngươi nói một chút xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Chương 213, xung đột 1. Á! Nhìn thấy được bộ dạng này của hắn, đám người Âu Dương hội trưởng muốn cười lại không dám cười. Ở trong lòng bọn họ, Hồng Vân đan sư chính là đan sư siêu cường y cao cao tại thượng. Cho dù Thẩm Truy bệ hạ nhìn thấy, cũng phải lễ độ cung kính, không dám hoàn toàn khinh thường. Hiện tại thì hay rồi. Toàn thân giống như than đen, tóc dựng thẳng, nếu không phải hai mắt vẫn chớp động, bọn họ cũng hoài nghi hắn có phải là hoạt nhân hay không. Chỉ có điều, bọn họ cũng biết, lúc này không phải là thời điểm để cười. Tất cả đồng loạt đưa mắt tập trung ở trên người Trương Huyền. Bọn họ muốn nghe một chút về cách nói của hắn. Chỉ điểm cho luyện đan sư nhị tinh, đây chính là chuyện bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Bọn họ cũng muốn xem thử, người thanh niên thời điểm ban đầu tranh luận đan hăng hái. Có thể lại hiện ra ánh hào quang hay không? Ánh mắt mọi người tập trung lại, chỉ thấy người thanh niên cách đó không xa, vẻ mặt cổ quái nhìn tới. Ngươi xác định ngươi thực sự là luyện đan sư nhị tinh? Ngươi nói vậy là có ý gì? Hồng Vân đan sư vùng ống tay áo, có vẻ có chút không vui. Thanh hoa thảo có thuộc tính gì? Không để ý tới sự mất hứng của hắn, Trương Huyền hỏi. Thanh hoa thảo, toàn thân xanh thẫm, tính ôn hòa. Hồng Vân đan sư trả lời. Kim tiễn hoa thì sao? Kim tiễn hoa có hai màu vàng bạc, còn được người ta gọi là hoa vàng lá bạc, cũng là dược liệu có tính trung hòa.
Hai loại dược liệu này, tuy rằng đều là dược liệu trung tính, dung hợp lại, sẽ phát sinh biến đổi khác thường, biến thành thuộc tính cực kỳ nóng. Trương Huyền nói, cái này ta biết, phương pháp luyện tinh nguyên đan, truyền thừa từ lâu, cũng có hai thứ dược liệu này. Nếu quả thật bởi vì bọn chúng dung hợp gây ra nổ lò, những người khác làm cũng sẽ nổ. Hồng Vân Đan Sư lắc đầu. Hơn nữa, trình tự ta thả dược liệu vào không có bất kỳ sai lầm nào. Giữa hai thứ dược liệu này còn thả một tử hương thảo tới trung hòa, nghiêm khắc dựa theo trình tự. Trên thời gian lên cũng không có sai lầm chút nào. Hắn từng đặc biệt hỏi qua người khác về chế luyện tinh nguyên đan. Mỗi một loại dược liệu, mỗi một trình tự, đều giống nhau như đúc, nhưng kết quả lại có khác biệt rất lớn. Lúc này mới khiến cho hắn nghi ngờ tất cả. Đối phương nói hai loại dược liệu trung tính này dung hợp sẽ nóng lên, hắn cũng biết. Đồng thời hắn đã sớm dự phòng. Không thể nào là nguyên nhân này. Ta không hề trình tự của ngươi không đúng, cũng không hề hai loại dược liệu này có vấn đề. Trương Huyền thản nhiên nói. Vậy ngươi có ý gì? Không chỉ Hồng Vân Đan Sư nghi ngờ, những người khác cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu không phải là vấn đề này, chung quy có ý gì? Nếu không, làm sao có thể đang chế luyện tốt, lại nổ lò? Hơn nữa, nếu hai loại dược liệu này không có vấn đề, ngươi hỏi làm cái gì? Hai tay đưa ra sau lưng, không để ý tới vẻ kỳ quái kiểu mọi người, Trương Huyền đi vài bước đến trước lò luyện đan đã nổ mạnh. Trên mặt đất cách đó không xa, vừa vặn còn có hai gốc thanh hoa thảo và kim tiễn hoa chưa dùng tới. Thanh hoa thảo và kim tiễn hoa đều có tính ôn hòa, sau khi dung hợp sẽ nóng lên. Thêm vào tử hương thảo trung hòa, lại có thể giải quyết tai họa ngầm này. Tất cả luyện đan sư đều xem nó trở thành chân lý. Nói thật, làm như vậy cũng thực sự không có sai. Nhưng, người khác làm đều chính xác, người làm lại không được. Trương Huyền khẽ cười. Ta làm không được, lẽ nào ta còn có cái gì đặc biệt sao? Lông mày Hồng Vân Đan Sư nhíu lại một cái. Ta cũng đường đường chính chính thi đậu luyện đan sư nhị tinh. Hơn nữa ở trong đội ngũ này, thực lực của ta còn không thấp. Dựa vào cái gì ta lại không được? Không sai, người thật sự đặc biệt. Nếu như ta không nhìn nhầm, người chắc hẳn là chưa bao giờ ăn qua dược vật tử hương thảo làm thuốc chính chế luyện ra. Trương Huyền nhìn qua. À, ta có chút dị ứng tử hương thảo, không thể dùng. Hồng Vân Đan Sư gật đầu. Thật ra không phải dị ứng, mà thuộc tính chân khí của ngươi tương khắc. Trương Huyền để hai tay ra sau lưng. Ngươi tu luyện Hồng Viêm Quyết, trời sinh mang lửa. Tử hương thảo sinh trưởng ở trong nước, là dược liệu thuộc tính thủy. Chân khí dung hợp với nó, rất dễ dàng hóa giải thuộc tính thủy trong đó, khiến cho dược liệu mất đi tác dụng. Người khác chế luyện tinh nguyên đan, hiệu quả tử hương thảo còn. Với ngươi lại không có tác dụng, hai loại dược liệu mất đi sự trung hòa, tự nhiên sẽ phát sinh phản ứng, khiến cho nổ lò. Ngươi, làm sao biết được ta tu luyện Hồng Viêm Quyết? Sắc mặt Hồng Vân Đan Sư nhất thời trắng bệch. Hồng Viêm Quyết là công pháp truyền thừa của gia tộc hắn. Từ nhỏ hắn đã tu luyện, đến nay được mấy chục năm. Nó thật sự có thuộc tính hỏa, vận chuyển chân khí, lửa cháy mạnh rất nóng. Nhưng đây là bí mật của riêng hắn. Hắn chưa bao giờ nhắc qua với người ngoài. Ngay cả không ít bằng hữu tốt ở cùng một chỗ cũng không hiểu rõ tình hình. Người này làm sao có thể mở miệng liền nói toạc ra. Ngươi không cần phải quan tâm vì sao ta biết được. Nếu như không tin, có thể ngươi thử tinh luyện tử hương thảo, thêm vào thanh hoa thảo, kim tiễn hoa. Nếu như không nổ mạnh, đã chứng minh cách nói của ta là sai lầm. Trương Huyền cũng không giải thích. Chỉ cần luyện đan, thiên đạo đồ thư quán có thể sinh ra sách. Đừng nói công pháp, ngay cả chỗ thiếu hụt của môn công pháp này, thật sự muốn nói ra, hắn đều có thể nói tất cả rõ ràng, không tính là gì cả. Hồng Vân Đan Sư nghi ngờ một chút, vẫn quyết định thử xem. Hắn lấy ra thanh hoa thảo, kim tiễn hoa cùng với tử hương thảo đồng thời luyện hóa thuốc pha chế sẵn thành nước, dung hợp ba dạng thuốc nước với nhau. Quả nhiên. Giống như lời đối phương nói, lập tức nổ tung. Điều này, thân thể Hồng Vân Đan Sư run rẩy. Hắn đã học tập tinh nguyên đan nhiều năm, vẫn không có thành công. Hắn vốn tưởng rằng là do trình tự luyện đan, phối hợp dược liệu có vấn đề. Dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, lại là do chân khí hóa giải dược tính của tử hương thảo. Nếu không phải chính tai hắn nghe nói, hắn cũng không thể tin được đó là sự thật. Có thể có phương pháp giải quyết hay không? Chương 214, xung đột 2. Sau một hồi kinh ngạc, Hồng Vân Đan Sư không nhịn được nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. Lúc này,
đối với người này hắn dĩ nhiên tâm phục khẩu phục. Ban đầu, hắn dự định qua loại bỏ tư cách của Trương Huyền. Hiện tại loại ý nghĩ này hoàn toàn không sinh ra được. Chỉ dựa vào luyện đan, lại nhìn ra công pháp tu luyện của bản thân mình cùng dược liệu xung đột. Thật sự không biết kỹ thuật luyện đan ra sao, chỉ dựa vào năng lực quan sát, cho dù là sát hạch nhị tinh, sợ rằng cũng thừa sức. Đường đường là luyện đan sư nhị tinh, biết nguyên nhân, lẽ nào ngay cả phương pháp giải quyết đơn giản như vậy cũng không tìm được. Trên mặt Trương Huyền lộ vẻ không vui. Đồ thư quán có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt, cũng không thể cho hắn phương pháp giải quyết chính xác. Đương nhiên, điều này không thể nói ra được. Nếu chẳng may đối phương cảm thấy ngươi chưa nói được, lấp liếm chuyện miễn phí thì làm sao bây giờ? Hắn trả lời vấn đề khó khăn như thế, là vì tiền. Bằng không rảnh rỗi đau ra sao? Mong chỉ giáo. Nghe được hắn quát mắng, sắc mặt Hồng Vân đan sư nhất thời đỏ lên. Cũng đúng, hắn là luyện đan sư nhị tinh, làm sao còn không biết xấu hổ hỏi ra chuyện này. Tử hương thảo chẳng qua là dược tính trung hòa. Chỉ cần tìm một vị dược liệu không xung đột với chân khí của mình thay thế, liền có thể giải quyết được. Điều này, nhìn thấy được Hồng Vân đan sư thời điểm vừa tới vô cùng kiêu ngạo, khí phách vô song, lúc này giống như một học sinh nhỏ, bị quát mắng không dám phản bác, đám người Âu Dương hội trưởng mỗi một người nắm lấy tóc, hận không thể gặp đụng vào tường. Có ngốc bọn họ cũng biết, lời Trương Huyền nói khẳng định hoàn toàn đúng, không có sai. Nếu không cũng không có khả năng làm cho đối phương tin phục như vậy. Một người vừa thăng cấp luyện đan sư nhất tinh, giáo huấn đan sư nhị tinh, còn khiến cho hắn không dám nói lời nào. Mọi người cố gắng nuốt nước bọt. Âu Dương hội trưởng, những lời vừa rồi Hồng Vân đan sư nói, người cũng nghe được. Số tiền này vẫn trả lại cho ta đi, còn có 100 vạn tiền thế chấp ta đã giao trước đó. Không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Trương Huyền Quang Minh chính đại đi tới trước mặt Âu Dương hội trưởng, đưa tay chộp lấy kim phiếu đã giao trước đó. Mọi người cảm thấy không thể nói được lời nào. Ngươi là luyện đan sư lợi hại như vậy, tùy tiện bán mấy đan dược không phải có tiền sao? Có để ý chút tiền này sao? Không để ý tới ánh mắt cổ quái của bọn họ, Trương Huyền cất tiền xong, thỏa mãn gật đầu. Ban đầu vì hai thứ này, hắn đi khắp nơi nghĩ biện pháp kiếm tiền, không tiếc ngụy trang thành danh sư, chỉ điểm cho mọi người xung quanh. Kết quả, dược liệu tới, không tốn tiền. Sớm biết như vậy, giả vờ danh sư làm gì? Dẫn đến chính mình mệt mỏi giống như tôn tử. Trương Huyền đầy phiền muộn. Hồng Vân đan sư thi kiểm tra xong, biết người thanh niên trước mắt này có thực học, lại không ngăn cản nữa. Rời khỏi công hội luyện đan sư, Trương Huyền đi về phía học viện. Nghe được tin tức, Dương Huyền, danh sư xuất hiện, Lục Tầm và Vương Siêu lại ngồi không yên, vội vã đi ra khỏi học viện. Vừa đi tới cửa, bọn họ liền thấy một người thanh niên phờ phạc đi tới. Người này mắt đỏ như máu, tóc tai rối bời, vừa nhìn chính là đã mấy ngày không ngủ. Lục Tầm, là Trương Huyền. Vương Siêu lặng lẽ nói nhỏ. Hắn sao? Lục Tầm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không nhịn được lắc đầu, lộ ra vẻ khinh bỉ. Đường đường là lão sư trong học viện, lôi thôi lếch thếch, không chú ý tới dáng vẻ. Thật sự không nghĩ ra, trước đây học viện vì sao lại tuyển người như thế vào. Ta cảm thấy người này nhất định là bị ngươi khiêu chiến tới mức sợ hãi. Mấy ngày qua vẫn luôn nghĩ đối sách. Lúc này mới không ngừng không ngủ, biến thành như vậy. Vương Siêu cười nói. Lục Tầm lão sư là ai? Đó là lão sư sao kim nổi danh nhất trong toàn bộ Hồng Thiên Học Viện. Học viên muốn bái sư hắn, đều xếp thành đoàn. Bị hắn khiêu chiến, cho dù trưởng lão, trên đầu cũng đổ mồ hôi. Lão sư nho nhỏ mới tới mà thôi, khẳng định đã sớm khiếp sợ đến mức tè ra quần. Nếu không... làm sao có thể có bộ dạng này? Nghĩ đối sách. Lục Tầm lão sư lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin nồng đậm mạnh mẽ. Hồng Thiên Học Viện, muốn từ phương diện dạy học giảng bài thắng được ta. Nằm mơ mà thôi. Đúng vậy, nói thật, cũng trách hắn gặp xui xẻo. Người vừa lúc muốn tìm lý do, cường thế quật khởi, thu hút sự chú ý của danh sư, hắn lại xuất hiện. Đáng đời cho hắn bị đánh vào mặt. Vương Siêu nở nụ cười. Thẩm Truy bệ hạ mời đám người lưu sư, tuy rằng bí mật, tuyên bố với bên ngoài là ra ngoài săn bắn, trên thực tế không ít người tin tức nhạy bén, đã sớm biết được. Vì thu hút sự chú ý của danh sư, trở thành học đồ, Lục Tầm sớm đã chuẩn bị. Cho dù không có chuyện Vương Đào, Vương Nham hủy bỏ khóa học, hắn cũng nhất định sẽ tìm lý do, cường thế quật khởi. Bản thân vị Trương Huyền này đưa mặt ra để cho hắn đánh,
tất nhiên hắn sẽ ra tay. Đi thôi, nhanh tìm Dương Sư, nếu muộn, không biết sẽ phải xếp hạng đến lúc nào nữa. Lục Tầm khoát tay áo. Đối với hắn mà nói, Trương Huyền chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trên con đường hắn trở thành danh sư mà thôi, không có liên quan tới việc quan trọng, căn bản không có cái gọi là thù hận và lửa giận. Đúng vậy, Dương Sư mới là mục tiêu chúng ta nên phấn đấu. Trương Huyền này chỉ là nhân vật nhỏ trong học viện nhỏ mà thôi. Vương Siêu cũng gật đầu, không tiếp tục để ý tới hắn. Hai người dáng vẻ hiên ngang đi qua trước mặt Trương Huyền, không hề liếc mắt nhìn qua. Nhìn thấy được hai vị lão sư đi tới trước mặt cố ý nâng đầu lên, bộ dạng cao cao tại thượng, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, không dính bụi trần, Trương Huyền đầy nghi ngờ. Hai kẻ ngu ngốc này, là ai vậy? Tuy rằng quyết định cùng Lục Tầm lão sư so tài, nhưng hắn chưa từng gặp qua đối phương, căn bản không biết chính là người này. Hồng Thiên Học Viện lại có tới hàng trăm lão sư, đầu học kỳ hắn mới đến, lại quan hệ không tốt. Hắn không biết vị lão sư sao kim này cũng là chuyện rất bình thường. Chương 215, lão sư, cực khổ rồi. 1. Không để ý tới nhóm hai người đang giả vờ giả vịt, Trương Huyền trở lại trong lớp học. Lão sư đã trở về. Mấy học sinh đều đang ở đây. Vừa thấy hắn vào cửa, tất cả đều khom người. Không tệ, xem ra mấy ngày qua đều rất cố gắng. Nhìn quanh một vòng, thấy rõ ràng tu vi của mọi người, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Năm ngày không gặp, năm học sinh đều có tiến bước cực lớn. Đám người Vương Dĩnh, Lưu Dương, Trịnh Dương, đều đạt tới võ giả nhất trọng tụ tức cảnh đỉnh phong. Triệu Nhã tuy rằng còn chưa có đột phá đỉnh phong, so với mọi người lực lượng lại hùng hậu hơn rất nhiều. Xem ra nàng còn cách đan điền cảnh, cũng chỉ kém một bước qua cửa. Về phần Viên Đào nền tảng tệ nhất, không ngờ cũng từ tụ tức cảnh sơ kỳ, đạt tới trung kỳ. Sinh lợi đan phối hợp với công pháp hắn truyền thụ, quả nhiên có hiệu quả thật tốt. Hiện tại, cho dù Triệu Nhã không cần hắn chỉ điểm, chắc hẳn cũng có thể dễ dàng như trở bàn tay chiến thắng được Chu Hồng. Triệu Nhã, Viên Đào, theo ta qua đây. Lại kiểm tra tình hình mọi người tu luyện một chút, cảm thấy vẫn tính là thỏa mãn, Trương Huyền khoát tay áo. Tiến vào bên trong phòng lão sư, Trương Huyền lấy ra đan dược vừa mua được. Triệu Nhã, đây là phá âm đan, có thể kích hoạt thể chất của nàng. Buổi tối tìm một thùng gỗ, tiến vào ngâm người trước, sau đó nuốt đan dược vào. Hắn đưa phá âm đan tới. Đa tạ lão sư. Tuy rằng không biết viên đan dược này giá trị ngàn vạn, nhưng lão sư tiện tay đưa ra đan dược chính thức, hẳn cũng vô cùng trân quý. Triệu Nhã vui mừng bất ngờ nhận lấy, trong lòng âm thầm cảm kích. Viên Đào, biết vì sao ta thu ngươi làm học sinh không? Cho Triệu Nhã đan dược xong, Trương Huyền nhìn về phía đồ đệ béo cách đó không xa. Ta, Viên Đào vò đầu. Thật ra mấy ngày qua hắn cũng có chút nghi ngờ. Trong sát hạch nhập học, hắn là người thứ nhất đếm ngược. Trước đây Trương lão sư thu nhận hắn, hắn còn cảm thấy có thể bởi vì lão sư không thu được học viên, mới kéo hắn tới góp cho đủ số hay không. Nhưng sau đó, khi thấy được bản lĩnh của vị Trương lão sư này, hắn mới hiểu được, căn bản không phải có chuyện như vậy. Có loại người có bản lĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không tuyển được học sinh. Cho nên, mấy ngày qua tuy rằng hắn và đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương cùng cố gắng, trên thực tế trong lòng lại có chút tự ti. Hắn cảm thấy mình nhất định sẽ kéo chân sau của mọi người. Chính vì vậy, loại tính cách vô sỉ, vô lại trước đó, hắn cũng thu lại không ít. Không cần cảm thấy không bằng người khác, nếu như người cố gắng tu luyện, khẳng định còn đi xa hơn đám người Trịnh Dương. Nhìn ra được trong lòng của hắn có nghi ngờ cùng khiếp sợ, Trương Huyền nói. Huyết mạch Long Tê, cho dù ở trong thể chất đặc biệt, cũng được cho là rất mạnh. Nếu thật sự kích hoạt hoàn chỉnh, tu vi nhất định có thể bay vọt trên diện rộng, vượt qua đám người Trịnh Dương, dễ dàng như trở bàn tay. Lão sư, ta thật sự có thể đi xa hơn sao? Viên Đào kích động, sắc mặt đỏ lên. Mấy ngày qua hắn vẫn lo lắng Trương lão sư có thể ném hắn đi, không cần nữa hay không? Không nghĩ tới lão sư coi trọng hắn như vậy. Yên tâm, lão sư chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Trương Huyền khoát tay áo, ánh mắt lấp lánh nhìn qua. Chỉ có điều, thiên phú của ngươi không tốt, muốn vượt qua những người khác, nhất định phải chịu nhiều khổ cực hơn. Ngươi có nguyện ý hay không? Nhìn xong tàng thư khố cao cấp của công hội luyện đan sư, hắn biết dung hợp máu của cự tê thú kích hoạt thể chất, hết sức thống khổ. Một khi không kiên trì nổi, không những không có cách nào thăng cấp,
làm không tốt bởi vậy còn có thể tử vong. Cho nên, Trương Huyền cũng không trực tiếp đưa đồ cho đối phương, mà khích lệ đối phương trước, để cho hắn quyết định. Tu luyện, nghịch thiên mà đi, không có quyết tâm chăm chết không hối hận, cũng không có khả năng trổ hết tài năng, nhanh chóng tiến bước. Lão sư, chỉ cần có thể tu vi tiến bước, không kéo chân sau của mọi người, có chịu khổ cực nhiều hơn nữa ta cũng nguyện ý. Viên Đào quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt mang theo sự kiên định vững chắc không dao động. Hắn xuất thân tán tu, trải qua vô số thống khổ, biết tìm được một vị lão sư tốt là không dễ dàng tới mức nào. Cơ hội này, đánh chết hắn cũng sẽ không buông tha. Được, đây là đồ tốt ta chuẩn bị cho ngươi. Buổi tối trở lại nơi ở, bôi loạn lên toàn thân. Có khả năng quá trình sẽ hết sức thống khổ. Chỉ có điều, chỉ cần có thể chịu đựng, nhất định sẽ có thu hoạch không thể tưởng tượng được. Ngươi lại có muốn thử hay không? Nói xong, Trương Huyền đưa máu của cự tê thú tới. Chỉ cần có thể nâng cao thực lực, khổ nhiều hơn nữa, ta cũng bằng lòng. Viên Đào cắn răng. Tuy rằng thoạt nhìn luôn cười cười nói, không có nghiêm túc, nhưng nếu nói tới kiên trì, trong nhóm năm đệ tử, hắn sợ rằng là một người đứng đầu. Bôi thứ này, không phải một lần là có thể thành công. Đợi cho thống khổ kết thúc, tiếp tục bôi lên, ta cho ngươi 5 ngày. Tới thời điểm cuộc thi đấu học viên mới bắt đầu, ta muốn nhìn thấy tiến bộ của ngươi. Bằng không, sau này không cần đến gặp ta nữa. Trương Huyền khoát tay áo, nói xong lời cuối cùng, giọng nói ánh mắt đầy nghiêm túc. Viên Đào tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của lão sư. Nghe nói như thế, Viên Đào biết đây là hạ quân lệnh trạng cho hắn. Hắn nắm lấy bình ngọc, trong ánh mắt hình như có ngọn lửa thiêu đốt. Trương lão sư không bởi vì hắn yếu nhất bỏ mặc hắn, trái lại đặc biệt tìm đồ tới giúp hắn thăng cấp. Làm như học sinh, nếu như hắn lại co chân rụt tay, sao không phải phụ một lần tâm huyết và yêu ái của lão sư sao? Cho dù chết, cũng phải hoàn thành, không phụ sự kỳ vọng của lão sư. Viên Đào cắn răng. Rất tốt, hai người các ngươi ra ngoài, gọi Vương Dĩnh đến đây. Thái độ của hai người kiên định, không hề dao động, khiến Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Thời gian không lâu, Vương Dĩnh đi đến. Tiểu cô nương này giống như trước đây, vừa nhìn thấy người, sắc mặt lại ửng đỏ. Lão sư, ngài gọi ta. Ừ, sử dụng nước dinh dưỡng, chân cảm giác như thế nào? Chương 216, lão sư, cực khổ rồi. 2. Trương Huyền nhìn qua. Đa tạ lão sư, chân ta đã tốt rồi. Lão sư, đây là, phụ thân ta sai ta đưa tiền nước dinh dưỡng cho lão sư. Hắn nói lão sư dạy ta đã là ân tình rất lớn, không thể lại để cho lão sư tốn thêm tiền. Vương Dĩnh bước lên trước, đưa tới một kim phiếu, lại là mệnh giá 50 vạn. Nước dinh dưỡng, công hội luyện đan sư cũng có, không khó hỏi thăm. Thời điểm bản thân Trương Huyền là luyện đan sư chính thức, còn rẻ một chút. Người ngoài đi mua, ít nhất phải 30 vạn kim tệ một phần. Xem ra, sau khi Vương Hoàng tộc trưởng biết hắn cho nữ nhi một phần nước dinh dưỡng, đã đặc biệt đi hỏi giá. Vậy ta sẽ nhận. Trương Huyền cũng không từ chối. Giảng dạy cho học sinh, không có khả năng để cho lão sư liên tục ra tiền. Sở dĩ hắn ra tay, cũng chỉ vì không có thời gian lấy được đánh giá sư giả mà thôi. Đương nhiên, nhận lấy cũng có thể khiến cho Vương gia và Vương Dĩnh không có gánh nặng trong lòng, tình nghĩa lão sư và học sinh càng thuần túy. Đánh một bộ quyền pháp để cho ta xem một chút. Nhận lấy kim phiếu, Trương Huyền phân phó. Vâng. Vương Dĩnh lập tức giang cánh tay nhỏ nhắn, múa ra gió. Dựa theo tu vi tăng thêm, trong đầu lưu lại không ít công pháp tu luyện và võ kỹ, cho dù không dùng tới thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền cũng có thể nhìn ra hai chân của nàng hiện tại đã không có vấn đề nữa. Rất nhanh, võ kỹ đã thi triển xong, Vương Dĩnh ra chút mồ hôi. Đây là cước pháp và thân pháp ta đặc biệt sáng lập ra cho nàng. Cố gắng tu luyện, ta cũng cho nàng 5 ngày. Không quan tâm dùng phương pháp gì, 5 ngày này phải đạt được trình độ tiểu thành. Trương Huyền đưa qua hai bộ sách. Đây chính là thân pháp thiên đạo và cước pháp thiên đạo hắn lĩnh ngộ được từ trong tàng thư khố của Vương quốc. Chỉ có điều cả hai đã được đơn giản hóa, không có uy lực mạnh mẽ như bản gốc, nhưng cũng được cho là một võ kỹ nhất đẳng. Chỉ cần luyện thành, nhất định có thể khiến cho tốc độ của Vương Dĩnh tăng lên rất nhiều. Cảm ơn Trương lão sư. Mở sách liếc mắt thoáng nhìn, Vương Dĩnh lại kích động, hơi thở dồn dập. Vết thương ở chân đã lành lại, nàng ở Vương gia tìm kiếm nghiên cứu một ít võ kỹ cho chân. Những võ kỹ này ở trong toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc cũng được tính là tốt. Nhưng vừa so sánh với thứ Trương lão sư cho ra,
vẫn kém quá xa. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chỉ dựa vào điểm ấy, nàng đã biết bí tịch này chân quý. Đi gọi Lưu Dương đến đây. Không để ý tới sự cảm kích của đối phương, Trương Huyền tiếp tục phân phó. Rất nhanh, Lưu Dương đã đi tới. Bởi vì hắn tu luyện võ kỹ quá sớm, chân khí chưa đủ, lưu lại tai họa ngầm, dẫn đến kinh mạch tay phải bị hao tổn, lực lượng còn xa mới bằng tay trái. Chỉ có điều trải qua ôn mạch đan tẩm bổ, hiện tại chỗ bị thương cũng đã hoàn toàn khôi phục. Kiểm tra một chút, thấy quyền pháp của hắn tăng thêm không ít, lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn gật đầu, đưa quyền pháp thiên đạo lĩnh ngộ ở tàng thư khố của vương quốc qua. Cuối cùng vẫn là Trịnh Dương. Trải qua mấy ngày tu luyện, thương pháp thiên đạo của hắn càng thêm thuần thục. Mặc dù chỉ là một chiêu đơn giản, đã có thể biến hóa ra vô số chiêu số, khiến cho chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Sử dụng để chiến đấu, Triệu Nhã sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, thực lực hắn không phải cao nhất, nhưng trong 5 người, tuyệt đối là người có lực chiến đấu mạnh nhất. Thương pháp tu luyện không tệ, chỉ có điều, tu vi của ngươi vẫn quá thấp. Trong vòng 5 ngày, nghĩ biện pháp đột phá đến võ giả nhị trọng. Trương Huyền có chút do dự nói. Người học sinh này của mình thật sự là thiên tài thương pháp. Tuy rằng chỉ truyền thụ mấy ngày, cũng đã thông thạo thương pháp, trên thương pháp không có gì đáng nói, chủ yếu nhất vẫn là thực lực. Vâng. Trịnh Dương gật đầu. Bình thường tu luyện, muốn từ võ giả nhất trọng đạt được nhị trọng, không có một năm rưỡi rèn luyện, không có khả năng thành công. Nhưng đối với Trịnh Dương mà nói, căn bản không cần phải. Không phải hắn có thiên phú tốt, mà giảng giải của Trương Huyền đối với võ giả nhất trọng, đã đạt đến trình độ chạy thẳng tới bản chất. Mấy ngày qua học tập và lĩnh ngộ, cũng khiến cho hắn hiểu biết nhiều hơn đối với võ giả nhất trọng. Lại thêm sinh lợi đan và công pháp tu luyện đo lường vừa vặn, đột phá lên cũng không khó. Đi tu luyện. Căn dặn mấy học sinh xong, Trương Huyền không thể tiếp tục chống đỡ được sự mệt mỏi dã rời, cũng không để ý nơi này là phòng học, hắn dựa vào ghế liền ngủ. Rất nhanh bầu trời tối đen. Trương lão sư. Tu luyện xong, mọi người thấy Trương lão sư còn không có xuất hiện, cũng không nhịn được có chút kỳ quái. Triệu Nhã, nàng đi qua xem thử. Được. Triệu Nhã cũng vô cùng khó hiểu, đẩy cửa phòng nhỏ trong lớp học. Ngay sau đó nàng liền nhìn thấy Trương lão sư dựa nghiêng vào ghế ngủ vô cùng say. Lão sư, đang ngủ. Lặng lẽ lui ra ngoài, viền mắt Triệu Nhã ửng đỏ. Lấy ra những dược liệu này, truyền thụ quyền pháp, thân pháp mới. Không cần suy nghĩ, mấy ngày qua Trương lão sư nhất định là không ngừng không ngủ đi làm những chuyện này. Thảo nào vừa rồi thấy tinh thần hắn không tốt, mắt ửng đỏ. Lão sư, đám người Trịnh Dương, cũng đồng thời cảm thấy mũi đau xót. Cường giả ích huyệt cảnh, 2-3 ngày không ngủ, cũng không thành vấn đề. Đây là phải mệt tới mức nào, mới có khả năng ngồi ngủ. Làm học sinh, có thể có một lão sư như vậy, tuyệt đối là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời. Cố gắng tu luyện, hoàn thành những gì lão sư căn dặn, giành được đánh giá sư giả, mới không phụ một hồi kỳ vọng của Trương lão sư. Triệu Nhã nghiến răng, nói. Không sai, lão sư đã vì chúng ta bỏ ra quá nhiều. Nếu như chúng ta thua nữa, còn là người sao? Trịnh Dương cũng gật đầu. Nói xong, 5 người đồng thời nhìn về phía trong khe cửa, nơi lão sư đang dựa ở trên ghế ngủ say. 5 người đồng thời siết chặt nắm đấm, trong lòng phát ra một âm thanh tương đồng. Lão sư, ngài cực khổ rồi. Chương 217, Triệu Nhã kích hoạt thể chất 1. Trong viện của Triệu Nhã, Diêu Hàn nhìn tin tức thuộc hạ truyền đến, gượng cười lắc đầu. Từ trong miệng Triệu Nhã biết được Trương Huyền lão sư nắm giữ thực lực ích huyệt cảnh, hắn đã nghi ngờ. Mấy ngày qua, hắn âm thầm điều tra, quả nhiên để cho hắn điều tra ra được hành tung của Thượng Bân lão sư, ngày đó. Căn bản không đi ra ngoài. Nói cách khác, ở cửa túc xá của Trương Huyền đánh hắn thành đầu heo, tuyệt đối không phải là người này. Có tin tức này, còn lại cũng rất dễ suy luận. Rất rõ ràng, người ra tay với hắn, vô cùng có khả năng chính là vị Trương lão sư này của tiểu thư. Người này cũng thật là tiểu nhân. Nhớ tới cảnh tượng lúc bị đánh, đến bây giờ Diêu Hàn còn không nhịn được có kích động muốn nôn ra máu. Ngươi là một lão sư của học viện, đáng lẽ phải ngay thẳng. Kết quả lại tập kích bất ngờ, đánh hắc quyền. Mấu chốt còn giá họa chuyển sự chú ý, lừa lối suy nghĩ của mình. Thật là vô sỉ. Thôi đi, tiểu thư có một lão sư như vậy, cũng sẽ không thua thiệt. Tuy rằng trong lòng khó chịu,
nhưng vừa nghĩ tới ngay cả loại vật như Hàn Dương mẫu thảo này Trương lão sư này cũng có thể tiện tay lấy ra, không có một chút keo kiệt nào, hắn vẫn cười gượng một tiếng nhịn xuống. Có một vị lão sư không chịu thiệt như vậy, tiểu thư chắc chắn sẽ không bị khi dễ. Trên thực tế cũng là chuyện tốt. Diêu quản gia vừa cất tin tức xong, không tiểu thư phát hiện, một tên hộ vệ lại từ bên ngoài đi nhanh đến. Lão gia truyền tin tức đến. Nói xong, hắn đưa một miếng ngọc tinh ghi chép tới. Ừ. Siêu Hàn gật đầu, cầm lấy ngọc tinh, chân khí dũng mãnh tràn vào trong đó. Trong nháy mắt, bên trong hiện ra một người trung niên cao lớn anh tuấn. Phụ thân của Triệu Nhã, Bạch Ngọc Thành, Triệu Phong thành chủ. Chuyện của Tiểu Nhã, ta đã biết được. Mấy ngày nữa ta sẽ đích thân tới Vương Thành thăm hỏi vị Trương Huyền lão sư này. Trong ngọc tinh ghi chép, ánh mắt Triệu Phong thành chủ sáng như điện, mang theo khí chất đặc biệt. Thể chất thuần âm, gia đình mẫu thân Tiểu Nhã từng có tiền lệ. Muốn kích hoạt, sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Chú ý cơ duyên không nói, quan trọng nhất còn cần đan dược tam phẩm giá trị mấy ngàn vạn. Phá âm đan. Đến Vương Thành, ta dự định xin bệ hạ giúp ta đi tới công hội luyện đan sư mua một viên. Ngươi cũng cần sớm chuẩn bị. Mặt khác, ta sai người mang tới cho ngươi kim phiếu 10 vạn, đưa cho Trương lão sư. Không thể để cho hắn cứu nữ nhi của ta, còn phải tốn kém. Bạch Ngọc Thành ta không muốn nợ nhân tình, cũng sẽ không để cho ân nhân chịu thiệt. Trong Ngọc Tinh, Triệu Thành chủ vung tay lên, lộ ra vẻ uy nghiêm nồng đậm. Bạch Ngọc Thành, thành thị lớn thứ hai của Thiên Huyền Vương quốc, nổi tiếng sản xuất ra nhiều bạch ngọc. Làm thành chủ, khống chế tài phú một phương. Tất nhiên lại có một loại khí phách bế nghĩa thiên hạ, ngoài ta còn ai? Trương lão sư nhìn ra Triệu Nhã có thể chất thuần âm, cũng ra tay giúp đỡ giải quyết đã là ơn lớn. Đường đường là Bạch Ngọc thành chủ, quan lớn một phương, lại có thể nào để cho hắn dùng tiền không công, tự lấy tiền trong túi mình ra chi phí chữa bệnh cho nữ nhi. Triệu thành chủ hắn không phải là loại người không chịu nổi như vậy. Siêu quản gia, đây là thành chủ lệnh cho ta mang đến. Hộ vệ vừa rồi đưa qua tấm kim phiếu. Thành chủ còn cố ý căn dặn ngươi chuyển lời tới Trương lão sư, ân tình hắn dạy dỗ tiểu thư, nhất định báo đáp. Hộ vệ nói tiếp. Biết rồi. Siêu Hàn gật đầu. Chuyện này đừng để cho tiểu thư biết, đi xuống đi. Khoát tay áo, Siêu Hàn đang muốn tiếp tục căn dặn an bài, đã thấy Triệu Nhã từ bên ngoài đi vào. Siêu thúc, vừa vặn thúc ở đây, sai người chuẩn bị cho ta một thùng gỗ. Mặt khác, thuận tiện giúp ta điều tra một chút, một loại đan dược gọi là phá âm đan, đại khái có thể giá trị bao nhiêu tiền? Có giá trị cao bằng sinh lợi đan hay không? Triệu Nhã vừa vào cửa, lại phân phó nói. Trương lão sư trực tiếp cho nàng một viên đan dược, tuy rằng nàng hiện tại không có tiền bồi thường, nhưng vẫn phải biết giá cả. Như vậy mới có thể hiểu Trương lão sư vì các nàng bỏ ra bao nhiêu. Phá âm đan, đây là Trương lão sư nói cho tiểu thư biết sao? Nghe tiểu thư cũng nói ra đan dược này, Diêu Hàn sửng sốt, lập tức âm thầm bội phục. Vị Trương lão sư này tuy rằng hãm hại người, đủ vô sỉ, nhưng lượng tri thức vẫn rất lợi hại. Thành chủ cũng phải tốn cái giá lớn mới biết được tin tức. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn lại biết rõ. Trong lòng cảm thán một câu, Diêu Hàn cười nói. Phá âm đan có trợ giúp cực lớn đối với thể chất thuần âm. Tiểu thư yên tâm, mấy ngày nữa thành chủ lại sẽ mua giúp tiểu thư. Đan dược tam phẩm không chỉ giá cao, còn cần quan hệ. Người bình thường cho dù muốn mua, cũng mua không được. Nguyên nhân chính vì như vậy, Triệu Phong thành chủ mới phải đích thân qua, cầu khẩn bệ hạ mở miệng với phía công hội luyện đan sư. Bằng không, mặc dù hắn là một thành chủ, địa vị ở Thiên Huyền Vương quốc không thấp, sợ rằng cũng không có mặt mũi này. Công hội luyện đan sư là thế lực cực lớn trải dài qua vô số vương quốc. Ở Thiên Huyền Vương quốc này chỉ là phân hội cấp bậc rất nhỏ trong đó mà thôi. Do chỗ dựa phía sau này, cho dù thẩm truy bệ hạ bọn họ cũng có thể không để ý tới, càng chưa nói hắn một thành chủ nho nhỏ. Siêu Hàn đang nghĩ có nên nói ra tin tức thành chủ từng có được cho tiểu thư biết hay không, lại thấy Triệu Nhã lấy từ trong người ra một cái bình ngọc. Không cần, Trương lão sư đã cho ta một viên, bảo ta mấy ngày tới cố gắng tu luyện. Cho tiểu thư một viên. Mắt Siêu Hàn thoáng cái trợn tròn. Thành chủ vừa nói qua, đây là đan dược tam phẩm. Mỗi một viên đều phải giá trị mấy ngàn vạn. Nhiều tiền như vậy, cho dù Bạch Ngọc Thành mua cũng phải thương gân động cốt, nhiều năm khó khôi phục được. Chương 218, Triệu Nhã kích hoạt thể chất 2. Trương lão sư, tiện tay, đưa một viên.
Diêu Hàn chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, sắp phát điên rồi. Đã thấy người hào phóng, nhưng chưa từng thấy qua người nào hào phóng như vậy. Đây đã không thể dùng từ hào phóng để hình dung. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thư, có thể cho ta xem viên đan dược kia của tiểu thư không? Cố nén chấn động kinh ngạc, Diêu Hàn không nhịn được nhìn sang. Đây, Triệu Nhã đưa bình ngọc tới. Tiếp nhận bình ngọc, Diêu Hàn tiện tay mở ra. Bù, một mùi nồng đậm phả ra, khiến người ta vừa ngửi vào, lỗ chân lông trên toàn thân mở ra, thoải mái nói không nên lời. Tuy rằng hắn không hiểu về đan dược, nhưng chỉ riêng mùi vừa ngửi được này, lại rõ ràng đây tuyệt đối là hàng thật, không kém chút nào. Tiện tay lấy ra phá âm đan tam phẩm đưa cho học sinh. Vị Trương lão sư này rốt cuộc có lai lịch gì? Trước đó hắn còn nghĩ, không thể bị đập một trận vô nghĩa, phải tìm một cơ hội, chờ thời điểm tiểu thư không biết, lặng lẽ giáo huấn người này. Nhưng nhìn thấy được viên thuốc này, hắn lập tức nuốt ý nghĩ này vào trong lòng. Lần trước chỉ nói muốn thiến đối phương, đã bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, cha mẹ cũng không nhận ra. Nếu thật sự ra tay giáo huấn, sợ rằng đối phương ngay cả đánh giấm cũng không có, hắn đã mất mạng quay về Bạch Ngọc Thành. Nói thật, vị Trương lão sư này thật sự quá quái dị. Người này nổi danh là phế vật trong học viện, hắn tưởng là nam tử đáng khinh dụ dỗ học sinh nữ. Kết quả đảo mắt một cái, biến thành cao thủ ích huyệt cảnh, khổ tâm học nghệ, thế ngoại cao nhân không tính toán đến được mất. Điều này ngược lại cũng thôi. Sát hạch luyện đan sư, tiện tay lấy ra Hàn Dương mẫu thảo, phá âm đan. Cái này đã không chỉ là vấn đề thực lực. Không có hậu trường và địa vị cực cứng rắn, không thể nào làm được. Thùng gỗ tới rồi, ta đi dùng đan dược trước. Biết vị Diêu thúc thúc này của mình từ sau khi bị đòn, thường xuyên đờ người ra, Triệu Nhã cũng không để ý, cầm phá âm đan, an bài thùng gỗ để vào trong gian phòng, vội vã đi tu luyện. Thời gian không đợi người. Nàng không muốn khiến cho Trương lão sư thất vọng. Trong phòng chỉ còn lại có một mình Diêu Hàn. Không biết qua bao lâu, lúc này hắn mới nhìn về phía Ngọc Tinh ghi chép trong tay, cười gượng lắc đầu. Thành chủ, ta biết thành chủ không muốn nợ nhân tình, nhưng ân tình của vị Trương lão sư này, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào trả được. Ngay cả phá âm đan thành chủ mua cũng không được, hắn tiện tay ném cho tiểu thư. Ân tình trả thế nào? Trả thế nào cũng trả không hết. Không để ý tới vẻ mặt Diêu thúc thúc đang rầu rĩ, Triệu Nhã trở lại gian phòng của mình, sai người ta đổ đầy nước nóng vào thùng gỗ, phân phó không cho phép bất kỳ kẻ nào làm phiền. Lúc này nàng mới cởi sạch y phục, chui vào. Ngay sau đó, nàng từ bình ngọc lấy ra phá âm đan, mở miệng nuốt xuống. Đan dược tiến vào cổ họng, giống như là uống một ngụm nước nóng hổi. Hơi nóng cuồng bạo trong nháy mắt dọc theo kinh mạch lan ra. Phá âm đan, tên là phá âm, trên thực tế trong đó ẩn chứa dược lực thuộc tính dương tinh khiết. Những dược lực này tiến vào trong cơ thể người bình thường, nhất định sẽ bị hấp thu, hóa làm chân khí, hoặc các loại tẩm bổ, tăng thêm lực lượng. Nhưng khi tiến vào trong cơ thể chủ nhân thể chất thuần âm, sẽ mang đến tai họa mang tính hủy diệt. Âm dương tương khắc, không có khả năng cùng tồn tại. Dược lực thuần dương ép xuống, thể chất thuần âm vì bảo vệ ký chủ, sẽ chủ động mở ra. Do đó đạt được hiệu quả kích hoạt. Quá trình này nói ra đơn giản, trên thực tế lại hết sức phức tạp. Chỉ cần có chút lơ là, rất có khả năng tu vi toàn thân sẽ trôi theo dòng nước. Đầu tiên khoanh tay, vận chuyển công pháp. Biết đan dược chân quý, không thể lãng phí một chút dược lực nào, Triệu Nhã vội vàng tập trung tinh thần, dựa theo công pháp Trương lão sư cho, vận chuyển lực lượng. Không hổ danh là công pháp sau khi được Thiên Đạo Đồ Thư Quán chỉnh sửa lại. Một khi vận chuyển, nàng lập tức cảm thấy khí tức cuồng bạo trong cơ thể được hóa giải không ý. Rào cản thể chất thuần âm vốn bất động, cũng bắt đầu trở nên sống động. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể hình thành một vòng xoáy năng lượng to lớn. Lực lượng trong phá âm đan bị cuốn lên, chạy ra khắp toàn thân. Răng rác, răng rác, răng rác. Rào chắn tu luyện trước đó trong nháy mắt bị đánh nát, thoáng cái lại đạt tới võ giả nhị trọng đan điền cảnh. Dưới dược lực trùng kích, thể chất đặc biệt bị đè nén mấy chục năm, cũng giống như hồng thủy mở ra miệng cống, trong nháy mắt được kích hoạt. Nếu có người ở đây, có thể nhìn thấy được rõ ràng da nàng thay đổi, càng trơn nhẵn, non mịn hơn, có độ co giãn tốt hơn. Trước đây, tuy rằng Triệu Nhã xinh đẹp, lại bị giới hạn bởi tuổi tác, có vẻ vô cùng non nớt. Nhưng bây giờ, nàng đã lộ ra khí chất và phong độ của một mỹ nữ tuyệt thế. Thể chất thuần âm, sủng nhi được ông trời chiếu cố.
một khi kích hoạt, không chỉ khiến tu vi tăng lên rất nhiều, bất kể da thịt hay dáng người, đều sẽ có sự bay vọt về chất. Tuy rằng dáng vẻ của nàng hiện tại không phát sinh biến hóa quá lớn, lại cho người ta một loại cảm giác băng thanh ngọc khiết, giống như tiên nữ cửu thiên không thể xâm phạm. Nếu như nói nàng trước đó so với Trầm Bích Như, vẫn thoáng lộ ra một chút không bằng, lúc này chỉ dựa vào diện mạo và khí chất, đã có thể làm cho đối phương không ngóc đầu lên được, trở thành nữ thần thật sự trong toàn bộ Hồng Thiên Học Viện, thậm chí đứng đầu Thiên Huyền Vương Quốc. Đây là thể chất thuần âm, một khi kích hoạt có thể khiến cho người ta phát sinh biến hóa thay ra đổi thịt, chú vịt nhỏ xấu xí cũng biến thành thiên nga trắng. Lại nói, bản thân Triệu Nhã chính là một mỹ nhân 10 phần bại hoại, trải qua lột xác, tự nhiên trở nên càng xinh đẹp hơn. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là kích hoạt 10% thể chất. Kích hoạt tất cả, thật không biết sẽ biến thành bộ dạng thế nào. Không biết trải qua bao lâu, một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên. Thùng gỗ vỡ nát ra, Triệu Nhã chậm rãi mở mắt, một khí tức cường đại sâu xa từ trên người nàng phát động ra. Chương 219, Lục Tầm tới chơi 1. Lại ở thời điểm Triệu Nhã dùng phá âm đan, bắt đầu tu luyện, trong một rừng cây nhỏ ở ngọn núi phía sau Hồng Thiên Học Viện, Viên Đào cuối cùng điều chỉnh tốt trạng thái, nhìn chằm chằm bình ngọc trước mắt. Hắn là tán tu, hơn nữa thành tích sát hạch nhập môn quá kém. Hắn không giống Triệu Nhã, có chỗ ở riêng có thể ở. Hắn chỉ có thể cùng người khác chen chúc chung một chỗ. Hắn nghe Trương lão sư nói, bôi thứ trong bình ngọc lên, rất thống khổ, cũng rất nguy hiểm. Nhất định không thể ở bên trong ký túc xá, nghĩ tới nghĩ lui, hắn đến nơi này. Nơi này vừa yên tĩnh lại không có các loại man thú tập kích, rất thích hợp để tu luyện. Bắt đầu đi. Trước khi tới đây, hắn đã hạ quyết tâm, không có gì lại do dự nữa. Hắn nhướng mày, mở bình ngọc ra. Ong! Một mùi máu tanh nồng đậm mạnh mẽ phả vào mặt, ngay sau đó là một lực lượng hung bạo khiến da thịt người ta cũng run lên. Thuần thục cởi trang phục toàn thân, hắn đổ chất lỏng trong bình ngọc ra, bôi đều lên người. Tăng 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 tăng! Chất lỏng đỏ tươi vừa tiếp xúc với da, toàn thân Viên Đào giống như là bị kim đâm. Một cảm giác đau đớn xé rách tập kích đến, giống như muốn cứng rắn xé rách lớp da tay của hắn. A! À, dưới đau đớn mãnh liệt, hắn ngã xuống đất. Loại đau khổ này vượt qua tất cả những đau đớn trước kia hắn từng phải chịu cộng lại. Giống như có một con dao nhỏ sắc bén, lột da hắn từ đầu đến cuối. Trên mặt hắn rất nhanh không còn sắc máu, trở nên vô cùng trắng bệch. Trên đầu Viên Đào tuôn ra mồ hôi lạnh, toàn thân không ngừng run rẩy. Đau quá! Trước mắt hắn hoa lên từng đợt, cũng sắp không kiên trì nổi. Bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 16, 7 tuổi. Cho dù những chuyện hắn trải qua, có thể rèn luyện không ít, ở dưới thống khổ tuyệt đối, vẫn còn có phần lùi bước. Nếu không, thôi đi, hiện tại đã quá tốt rồi, tăng thêm thực lực làm gì? Một ý nghĩ xông ra, không ngừng xâm nhập trong đầu hắn. Nếu như buông tha, Trương lão sư có mắng ta hay không? Lại vào lúc ý chí dao động, sắp tan vỡ, dường như có một bóng dáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Trương lão sư, hắn đang thản nhiên nhìn qua, nhăn mày lại, đầy vẻ không vui. Không được, ta không thể phụ sự kỳ vọng của hắn đối với ta. Nhìn thấy được Trương lão sư hình như tức giận, trong lòng Viên Đào thầm giật mình, một lần nữa sinh ra ý chí chiến đấu vô cùng vô tận. Trước khi gặp được Trương lão sư, hắn là câu chuyện cười trong miệng mọi người, béo mập như lợn, vụng về như trâu, tu vi còn kém. Hắn hỏi thăm 10 vị lão sư, đều bị đuổi ra cửa, không ai để ý tới hắn. Hắn vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ cứ sống cuộc sống tầm thường không có ý chí tiến thủ như thế. Kết quả, lại để cho hắn gặp được Trương lão sư. Là Trương lão sư, không ngại hắn mập mạp, không chê cười thực lực của hắn thấp, thậm chí còn đặc biệt sáng tạo công pháp, mấy ngày mấy đêm không ngừng không ngủ tìm kiếm chất lỏng, để cho hắn tiến bước, đột phá. Lão sư có ơn chi ngộ, bồi dưỡng đối với hắn. Nếu như ngay cả chút thống khổ như vậy, hắn cũng không kiên trì nổi, vậy làm thế nào còn mặt mũi gặp lại? Trương lão sư, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho lão sư thất vọng, ta nhất định sẽ chịu đựng, nhận được sự tán dương của ngài. Trong lòng hắn sinh ra một sự kiên trì, hai mắt hắn mở ra. Loại cảm giác đau đớn tê tâm liệt phổi hình như cũng giảm đi rất nhiều. Không biết qua bao lâu. Đau đớn chậm rãi giảm xuống, hắn cúi đầu nhìn lại, lúc này hắn mới phát chất lỏng màu đỏ bôi lên, lại được thân thể hấp thu tất cả. Trên da cũng mọc ra một tầng dày khôi giáp, giống như mảnh vảy.
Tuy rằng hắn không biết đây là vật gì, nhưng lại biết, lực phòng ngự của hắn bất chợt tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Trương lão sư nói, bôi thứ này không phải một lần là có thể hoàn thành. Tiếp tục, nhìn thấy được trong bình ngọc còn thừa lại không ít chất lỏng, Viên Đào lại lấy ra, bôi lên toàn thân. Bôi một lần, trải qua một lần thống khổ, vừa mới bắt đầu, còn có chút sợ hãi. Nghĩ đến không thể để cho Trương lão sư thất vọng, Viên Đào càng lúc càng kiên định. Cuối cùng, hắn hoàn toàn dùng hết chất lỏng màu đỏ trong bình ngọc. Ta đây là... Cúi đầu nhìn lại, Viên Đào lúc này mới phát hiện, sau khi hoàn toàn hấp thu hết những chất lỏng màu đỏ này, bên ngoài thân thể hắn xuất hiện thêm một lớp sừng dày, tương tự như mảnh vảy. Thử xem. Trong lòng hắn nghi ngờ, sinh ra một loại khát vọng. Hắn một đầu húc về phía cái cây nhỏ cách đó không xa. Răng rắc. Một tiếng động vang lên, cây lớn có kích thước bằng miệng chén thoáng cái bị hắn đụng gãy. Hắn cảm giác giống như gãi ngứa, hoàn toàn không có chút đau đớn. Đồng tử hắn co lại. Đây là phòng ngự thật mạnh, lực lượng lớn tới mức nào? Lão sư, ta thành công rồi. Nhớ tới thống khổ phải trải qua trước đó, Viên Đào siết chặt nắm đấm, không nhịn được nước mắt chảy ra. Cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của lão sư. Trương lão sư, điều lão sư muốn ta làm, ta đã làm được. Cùng thời khắc đó, cố gắng tu luyện còn có Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Lưu Dương. Nhận được cước pháp, thân pháp do Trương lão sư truyền thụ, Vương Dĩnh không chút do dự nào, về đến nhà lập tức bắt đầu tu luyện, thực lực từng bước tăng thêm. Trịnh Dương lại không ngừng trùng kích võ giả nhị trọng, tranh thủ trong vòng 5 ngày đạt được đan điền cảnh. Lưu Dương cũng bắt đầu tu luyện quyền pháp thiên đạo, quyền phong gào thét phù vù vang dội. Năm đại đệ tử, tất cả đều bận rộn tu luyện. Trương lão sư làm người trong lòng bọn họ bội phục nhất, lúc này cuối cùng đưa tay ra, lười biếng duỗi thắt lưng, tỉnh lại. Tại sao ta lại ngủ ở chỗ này? Mở mắt ra hắn mới phát hiện, mình ngủ ở chỗ nghỉ tạm thời trong phòng học. Nơi đây không có đệm chăn, lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh lẽo. Chẳng biết lúc nào trên người hắn được đắp lên từng món trang phục. Chương 220, Lục Tầm tới chơi 2. Có trang phục của nam, có trang phục của nữ. Không ngờ là nam học sinh sợ mình cảm lạnh, cởi áo khoác ra đắp cho mình. Đám tiểu tử này. Trương Huyền lắc đầu. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, hắn ngồi ở trên ghế lại ngủ mất. Chắc là mấy học sinh này sợ làm phiền mình nghỉ ngơi, nâng mình đến nơi này, sau đó trang phục lên. Xem ra hắn cũng thật sự quá mức mệt mỏi. Bằng không, dựa vào thực lực, hắn không có khả năng bị người nâng đi, còn hoàn toàn không có cảm giác. Ngủ một giấc tỉnh lại, hắn cảm thấy mệt mỏi toàn thân đã bị quét sạch. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, hắn chỉ thấy thời gian không còn sớm. Hóa ra đã đến trưa ngày hôm sau. Tiền thu rồi, thế nào cũng phải đi xem một chút. Vị, danh sư, mình thu của người khác hơn 8.000 vạn. Ngày hôm qua mệt tới rối tinh rối mù, không có tinh lực để ý tới, ngược lại cũng thôi. Ngày hôm nay đã khôi phục lại, dù thế nào mình cũng phải chỉ điểm cho bọn họ một chút. Nếu không, trong lòng cũng áy náy. Một lần nữa hắn trở lại phủ đệ, chỉ thấy Tôn Cường nước mắt lưng tròng, kiễng chân ngóng trông. Sau khi ăn một chút, Trương Huyền bảo hắn gọi những người đã giao tiền theo thứ tự trước sau, tiến vào gặp mặt. Những người này cơ bản đều đến bình cảnh tu luyện, muốn đột phá. Tu vi không có cách nào đột phá, nói trắng ra là giống như con sông dừng lại không chảy tiếp. Nhất định là phía trước bị ngăn chặn, hắn nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, rất dễ dàng nhìn ra bế tắc ở chỗ nào, sau đó lợi dụng ngân châm và chân khí tinh thuần, giúp bọn họ đột phá cũng không khó. Dù sao những người này đều đã tu luyện trong thời gian dài, lực lượng tích góp từng tí một đủ, chỉ thiếu một bước qua cửa mà thôi. Điều Trương Huyền phải làm chỉ là giúp bọn họ dọn sạch một bước này vào cửa lớn. Lại giống như mở một cái miệng nhỏ trên con kênh. Chỉ cần có một chỗ bị phá vỡ, dòng nước mạnh mẽ sẽ tuôn ra, hoàn toàn phá vỡ lỗ thủng. Đương nhiên, nói ra đơn giản, nhưng đổi lại thành các danh sư khác, khẳng định rất khó làm được. Mỗi người có thể chất khác nhau, công pháp tu luyện khác nhau, thói quen khác nhau. Chỗ kinh mạch bế tắc, khẳng định cũng hoàn toàn khác nhau. Giống như lá cây, trên thế giới không có hai chiếc lá nào giống nhau. Chỗ người tu luyện bế tắc, cũng tuân theo cái lý này. Không có thiên đạo đồ thư quán nhìn ra chỗ thiếu hụt, đừng nói để cho hắn đột phá, thiếu sót gì đó sợ rằng cũng không nhìn ra được. Bên ngoài phủ đệ, Tôn Cường đẩy cửa đi ra, nhìn quanh một vòng. Người kế tiếp, thật ngại quá, làm phiền nhường đường một chút.
Hắn còn chưa nói dứt lời, một giọng nói vang lên. Hai người thanh niên đi nhanh tới trước mặt. Đó chính là Lục Tầm, Vương Siêu từ Hồng Thiên Học Viện, đặc biệt tới gặp Dương Sư. Nhìn thấy được bọn họ thân mặc trang phục lão sư, mọi người tuy rằng không vui trước loại hành vi chen ngang này, nhưng vẫn nhường ra một lối đi. Tôn quản gia, chúng ta là... Vương Siêu bước lên trước, vội vàng ôm quyền. Bọn họ cũng chờ hơn một ngày, vốn tưởng rằng dựa vào thân phận lão sư sao kim, nhất định có thể khiến Dương Sư nhìn với cặp mắt khác xưa, gọi tiến vào trong. Kết quả, Dương Sư một ngày không xuất hiện, vừa xuất hiện liền trực tiếp gọi người, căn bản không thu bái thiếp, khiến cho bọn họ nhìn không được có chút nóng nảy. Lan, không đợi hắn nói hết lời, lông mày Tôn Cường nhíu lại một cái. Ngươi tưởng đây là nhà ngươi sao? Trực tiếp xông tới, xếp hàng phía sau đi. Ta, bị một quản gia chỉ có bị cốt cảnh quát mắng, sắc mặt Vương Siêu nhất thời đỏ lên, thiếu chút nữa bùng nổ. Làm lão sư sao kim, hắn đi tới chỗ nào, đều được người tôn sùng. Thiên Huyền Vương quốc không có danh sư, hắn và Lục Tầm, gần như được cho là người được hoan nghênh nhất. Vốn tưởng rằng chỉ cần mình đi tới trước mặt, nói ra thân phận cho đối phương biết, chắc hẳn có thể đưa ra bái thiếp, thuận lợi tiến vào phủ đệ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên quản gia béo mập này không đợi hắn nói xong, bảo hắn lăn. Thế nào, không muốn tuân thủ quy định sao? Tôn Cường vẫy bàn tay một cái. Có tin chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, không cần ta động thủ, lại có người ném ngươi ra ngoài hay không? Nhân vật nhỏ, dế nhũi từ chỗ nào xuất hiện? Cửa phủ đệ danh sư cũng muốn chen ngang, thực sự không biết trời cao đất rộng. Hắn tuy rằng không phải danh sư, nhưng những người này đều tới xin gặp. Chỉ cần hắn nói thêm một câu, khẳng định có người nguyện ý ra tay. Nghe hắn nói như thế, Vương Siêu tức giận, toàn thân run rẩy. Loại nhân vật nhỏ này, ở nơi khác, hắn tiện tay đập chết, cũng không có người nào dám nói thừa. Hiện tại lại bảo hắn lăn, còn muốn ném hắn ra ngoài. Gương mặt hắn đỏ lên, siết chặt nắm đấm, tuy rằng tức giận, nhưng hắn cũng không dám nói thừa. Ngày hôm nay, bọn họ qua là muốn nhận được thiện cảm của Dương Sư, trở thành học đồ của hắn. Người còn chưa có gặp, nếu thật sự đắc tội với quản gia, chuyện sau đó cũng sẽ không cần trông cậy nữa. Tôn quản gia đừng nóng giận, tại hạ là Lục Tầm, lão sư của Hồng Thiên Học Viện, muốn bái kiến Dương Sư. Mong rằng tôn quản gia có thể tiến cử một chút. Đưa tay kéo bằng hữu tốt, Lục Tầm bước lên trước, cười nói. Lục Tầm lão sư, Tôn Cường sửng sốt. Tuy rằng hắn chỉ là thương nhân của một cửa hàng, đại danh của Lục Tầm lão sư, hắn lại đã sớm nghe nói. Đó là con trai độc nhất của đế sư Lục Trầm đại sư. Trong toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc, hắn là người có khả năng trở thành danh sư nhất. Không chỉ có như vậy, hắn không đến 25 tuổi, tu vi đã đạt được ích huyệt cảnh, thiên tư mạnh mẽ. Trong toàn bộ vương quốc cũng có thể xếp danh hiệu cao. Bởi vì những thân phận này, cho dù võ giả thất trọng cường giả thông huyền cảnh nhìn thấy hắn, đều phải lấy lễ đối đãi, rất sợ tiếp đón không chu đáo. Vừa rồi, không ngờ mình bảo hắn, lăn. Khụ khụ, có phần quá xui xẻo. Vừa rồi đắc tội ba vị danh sư, lại đắc tội một danh sư tương lai. Nhìn lão gia vung tay lên, muốn quát mắng ai lại quát mắng người đó, vô cùng thoải mái. Tại sao tới mình lại khó như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 220.